Xin chào tất cả các chị đẹp ạ. Xin chào, em xin chào chị Thanh Minh. Xin chào chị Lê Hương, chị Mai Linh. Hello tất cả các chị. Em chào chị Nhung Tạ nha. Mọi người ơi, mọi người đầu like, mọi người chấm cho chào giúp em với nhá. Các chị đẹp nhá. Em thấy là có chị Nhung Tạ, chị Mai Chi rồi ạ. Tiếp tục các chị em mình hãy tương tác với chào ở phía dưới được không? Một dấu chấm hoặc là các chị em mình có thể bình luận. Hello, xin chào này. Em xin chào chị Trần Mạnh ạ. Cảm ơn chị Mình đã tặng một cái đó hoa hồng rất là xinh đẹp. Xin chào tất cả các chị nha, tất cả các quý cô thanh lịch của iMod. Em hiện tại thì em đang thấy là có khoảng tầm gần 50 chị đang theo dõi livestream của iMod rồi. Vậy thì ngày hôm nay thì mình sẽ lên đơn cũng như là mình sẽ có những cái chương trình mini game các chị nhá. Mình sẽ bùng nổ một chút game đầu live để cho cái không khí cũng như là cái tương tác của chàng nhiều hơn được không nào. Em chào chị Nguyễn Thị Lâm ạ, chào chị Phương Nguyễn. Xin chào tất cả các chị đẹp nha. Đấy, em thấy là có chị Phượng Nguyễn đúng không? Chị Phượng Nguyễn thì đang thả tim rất là nhiều rồi. Quý cô nào mà mình tương tác hoặc là mình thả tim thì chả đều nhận được những cái bình luận của mình các chị nhá. Ngoài ra thì các chị đẹp hãy bình luận cho em thường xuyên nha, để em test xem là có bị ẩn hay không. Thế em thấy chị Nhung Tạ này, chị Nhung Tạ hôm nay là có lượt chia sẻ luôn rồi, cảm ơn chị đẹp. Chị Nhài Nguyễn em cũng đã thấy mình luôn rồi ạ. Đó, khi mà chả nhìn thấy quý cô nào thì chả sẽ gọi tên cũng như là xin chào tất cả các chị nha. Mình có thể chấm hoặc là mình có thể bình luận xin chào ở phía dưới cho chàng nhá. Với những gọi là những cái bình luận tương tác như này thì sẽ giúp các chị mình gần nhau hơn đúng không nào? Không có một chút khoảng cách nào. Em nhìn thấy chị Ngọc Linh ạ, chị nhìn thấy chị Minh Anh rồi, nhìn thấy chị Mai Chi, chị Nguyễn Hương. Đấy, có vẻ như là đông vui hơn rồi đúng không các chị? Rồi hôm nay thì mình sẽ chơi mini game quay lướt. Thế nên là với mini game này thì em trả lại càng mong muốn là các chị mình hãy bình luận thật nhiều để mình sẽ không bị ẩn bình luận. Bởi vì khi mà chơi game quay lướt ý, thì em sẽ chỉ dựa vào những cái bình luận của các chị thôi. Nên là cố gắng là mình tương tác cũng như mình bình luận càng nhiều thì cơ hội trúng quà càng cao đúng không nào? Em nhìn thấy chị Hương Đỗ, em nhìn thấy chị Phượng Nguyễn, chị Mai Chi này, đúng rồi. Đấy, những chị nào bình luận là em trả đều gọi tên hết rồi các chị đẹp nhá. Vậy là mình đang test thử xem là cái đường truyền hoặc là đang nhìn thấy cái đường truyền hoặc là âm thanh hình ảnh đã ok rồi đúng không các chị? Vậy thì bây giờ mình sẽ vào luôn nhá. Ôi. Mờ hả? Các chị đẹp ơi, đợi em một xíu nhá, để em trả chỉnh lại xem là cái đường truyền mạng bây giờ đang kết nối với mạng wifi nào. Mọi người đợi xíu ạ, đợi em một xíu nhá. Chia sẻ sẵn cái livestream này đi sau khi em quay trở lại.
Em nhìn thấy chị Hoàng Thị Thu Hằng rồi ạ. Hello, xin chào cả nhà đúng không ạ? Em chào chị Nguyễn Thảo Ly, chị Mai Chi, chị Nhung Tạ, chị Nương Mai. Sơ mi trắng, tay dài, cổ béo, Xúc ơi. Sơ mi trắng, tay dài, cổ béo, hôm nay thì mình lại chưa lên mẫu đấy rồi chị đẹp ạ. Có rất nhiều mẫu sơ mi nhưng mà hiện tại mẫu sơ mi chị đẹp đang miêu tả trà lại chưa lên rồi. Em chào chị Nguyễn Thảo Ly ạ, chào chị Ngọc Linh này, chị Nguyễn Thảo Vi, chị Ngọc Hoàng Thị Thu Hằng. Ok mọi người, thôi chắc là cho em chào gửi lời nói gửi lời chào chung nhé. Em chào chị Hiền Lê, chào chị Hoa Dạ, chào chị Nguyễn Thảo Ly. Các chị ơi, có chị nào mà em chào chị Hiền Lê nhá. Có chị nào mà mình ôi dồi ôi, máy em là sao mà nó cứ bị quay ngược lại em mọi người. Có chị nào bình luận mà không thấy chào gọi tên không? Nếu như vậy là em các chị mình phải test lại đường truyền mạng giúp em nhá. Nếu như mà các chị mình bình luận mà không thấy em gọi tên thì các chị mình phải bình luận lại thật thật nhiều để tránh cái trường hợp mà em bị ẩn bình luận không tương tác được các chị. Chơi game hôm nay là chơi game quay lướt, thế nên là phụ thuộc 100% là lượt may mắn, lượt tương tác của các chị ở dưới ạ. Rồi bây giờ các chị mình bắt đầu nha, chia sẻ lên trang hội nhóm 5 lần cho em, chia sẻ trang cá nhân 2 lần. Với cú pháp chơi game ngày hôm nay sẽ chuẩn bị lên cho trà sẽ là gì? Ngày hôm nay là ngày 31, là ngày cuối cùng của tháng 3 đúng không các chị? Khép lại tháng 3 rồi ngày mai thì sẽ mở ra một tháng mới. Những cái điều tốt đẹp mới sẽ đang chờ đón các chị đẹp rồi. Thế nên là bây giờ mình sẽ đi giúp trà sẽ là gì ạ? Chuẩn bị nha các chị ơi, cú pháp ngày hôm nay sẽ là ngày mình sẽ lên cho em là ngày cuối cùng. Ngày cuối cùng hạnh phúc các chị nhá. Ngày cuối cùng của tháng 3 các chị mình ơi, ghi cú pháp cho em. Cái bình luận của mình càng dài thì cái diện tích các chị em mình. Hôm nay thì em trả lưu ý này, mình sẽ không cần bình luận bất kỳ những cái hình ở đằng sau lưng nữa. Ví dụ bình thường là các chị mình hay bình luận hình trái tim, hình ngôi nhà, hình chiếc lá đúng không ạ? Thì ngày hôm nay các chị hãy bình luận đúng cái cú pháp của em đọc thôi, bởi vì cú pháp của trả đọc đã là cái cú pháp dài rồi. Đó chính là ngày cuối cùng của tháng 3 hạnh phúc cho em nhé các chị nhé. Ngày cuối cùng của tháng 3 hạnh phúc. Và các chị ơi, mình lưu ý giúp em là mình phải quay lướt tại trang chủ của em, đó chính là iMode thời trang công sở. Các chị em mình ơi, chuẩn bị này, chuẩn bị mình lên cho em nhá. Đã chia sẻ, chị Mai Chi có lượt chia sẻ rồi, chị Thanh Thảo có lượt chia sẻ rồi. Tất cả các chị em mình phải có 5 lần chia sẻ lên trang hội nhóm và 2 lần chia sẻ trang cá nhân. Đấy là những cái quy định kiểu như mình chơi game đúng không ạ? Những cái thể lệ rồi. Em thấy có chị Tuyết Trinh này, ngày cuối cùng. Các chị ơi bình luận cho em là ngày cuối cùng của tháng 3 hạnh phúc và không cần bình luận bất kỳ những cái gì đằng sau cả. Chỉ cần ghi đúng cái cú pháp em đang đọc thôi. Ngày cuối cùng của tháng 3 hạnh phúc cho em nha các chị nhá. Chỉ cần ghi như vậy thôi ạ. Nhưng mà các chị hãy bình luận thật nhiều. Chỉ cần ghi đúng một dòng, một chữ như trang đọc thôi. Nhưng mà không cần phải bình luận trái tim hoặc là những cái hình ở đằng sau nữa. Bởi vì như vậy thì các chị mình hay bị đánh dấu là spam. Hôm nay thì mình không chơi như vậy. Hôm nay chỉ cần ghi đúng câu em đọc là gì? Ngày cuối cùng của tháng 3 hạnh phúc. Thế thôi các chị đẹp nha. Nhớ là phải có đủ 5 lần chia sẻ trang hội nhóm, 5 lần chia sẻ trong hội nhóm và 2 lần chia sẻ trang cá nhân. Ở đây em đang thấy có chị Tuyết Trinh và chị Quy Việt. Hai chị khách hàng ơi, mình lưu ý giúp em là em sẽ chỉ chơi ở bếp bên này thôi ạ. Những chị khách nào đang xem ở bếp cao cấp thì em trà sẽ chỉ có tương tác thôi. Còn mình quay lướt là mình quay lướt tại bếp này. Bếp em đang chơi là iMode thời trang công sở các chị nhá. Mình sẽ không chơi ở bếp cao cấp hoặc là bếp bên này của em đang live là iMode Hà Nội. Mình sẽ chỉ chơi game tại một bếp là bếp của em đang live ở đây. Đó chính là iMode thời trang công sở nữ. Các chị kiểm tra lại xem là mình đang chơi có đúng bếp chưa. Bởi vì em quay là em chỉ quay đúng một bếp thôi. Cả nhà nhá, ngày cuối cùng tháng 3 hạnh phúc. Chỉ cần bình luận như vậy để em muốn là em nhìn được nhiều chị. Không cần hôm nay không cần bình luận trái tim hoặc là hoa lá gì nữa các chị ạ. Và ít nhất là phải có 5 lần chia sẻ trong hội nhóm, 2 lần chia sẻ trang cá nhân. Bật chế độ công khai. Sau khi mà mình đã bình luận được đầy đủ thông tin cũng như là em chả đã thấy là mình có danh hiệu người chia sẻ rồi thì các chị em mình chỉ cần chờ em gọi tên và nhận quà thôi đúng không? May mắn sẽ mỉm cười với các chị nhá. Ở đây em đang thấy có chị Hương Đỗ này, chị Nhung Tạ này, chị Nguyễn Phương này rồi ạ. Chị Đặng Ngọc Tuyền này, chị Mai Chi, chị Nguyễn Thảo Ly này, chị Nguyễn Vân rồi.
có vẻ như là các chị mình đang làm rất là đúng với cái công thức của em ngày hôm nay nhá. Hôm nay chị Nhung Tạ ơi, mình vui lòng không bình luận cho em ở phía dưới. Tất cả các chị mình lưu ý giúp em là không bình luận hoa lá trái tim ở phía dưới. Mình chỉ cần bình luận đúng một dòng thôi, bởi vì cái dòng của em đọc ấy nó cũng đã khá là dài rồi. Ngày cuối cùng của tháng 3 hạnh phúc là chỉ cần bình luận đúng cú pháp chơi game thôi các chị ạ. Lưu ý giúp em là không bình luận hoa lá hoặc là trái tim ở phía dưới nhá. Thứ nhất là tránh spam, thứ hai là hôm nay mình sẽ chỉ chơi đúng cú pháp thôi. Nguyên cú pháp của em thôi được không nào? Em thấy chị Mai Chi, thấy chị Nguyên Phương, chị Nguyễn Thảo Ly. Với cú pháp chơi như này thì em nhìn được nhiều chị hơn. Em chả nhìn được nhiều chị khách hàng hơn, thay vì là bình thường là mình bình luận là dài thì em chả chỉ nhìn được 1 đến 2 chị thôi. Hôm nay thì có khá là nhiều rồi ạ. Các chị em mình ơi, tiếp tục mình lên cho em cú pháp chơi game ngày hôm nay sẽ là gì ạ? Ngày cuối cùng của tháng 3 hạnh phúc nhá. Thôi, bây giờ thời gian chơi game sẽ còn. Bây giờ thời gian chơi game sẽ chỉ còn tầm 1 phút nữa thôi. Các chị đẹp ơi, 1 phút cuối cùng nữa thôi. Chị nào ngày hôm nay mình thích bung, gọi là bung lụa thì mình phải cố gắng săn được món quà nhá. Áo em mặc đẹp quá, có mấy màu. Áo chàng mặc có 2 màu nha chị, nhưng mà lát nữa em mới lên ạ. Sơ mi em đang mặc là có 2 màu. Đây là mẫu sơ mi chấm bi hot nhất của iMode luôn đấy các chị. Mẫu này lát nữa chàng sẽ lên. Và bạn này ngày hôm nay thì em bật mí với các chị là hàng lẻ sai rồi. Đây là một trong những cái sơ mi mới vừa chào đón xuân hè, nhưng mà chưa gì đã lẻ sai rồi. Thiết kế kiểu cách quá là đẹp luôn. Mình đợi em nhá, một chút nữa thì em sẽ lên ạ. Trong khoảng thời gian này em chả sẽ nhắc một chút là các chị nào chưa chia sẻ không? Có quý cô xinh đẹp nào chơi game với em mà quên mất chưa chia sẻ không ạ? À? Bởi vì em sẽ kiểm tra lượt chia sẻ các chị đẹp nha. Nhớ giúp em cú pháp chơi game ngày hôm nay rất là đơn giản. Đó chính là ngày cuối cùng của tháng 3 hạnh phúc. Hiện tại là máy chủ của em là đứng hình rồi. Máy chủ của Trà là đứng hình rồi. Bây giờ em sẽ quay lướt tại máy của em. Em sẽ quay lướt tại máy của Trà các chị nhá. Tiếp tục này các chị ơi, thời gian bây giờ em sẽ đếm ngược 10. Khi nào mà Trà sẽ đếm hết thời gian, tức là các chị mình ngừng bình luận. Và thời gian lúc đấy các chị mình bình luận không được tính nữa. Không còn thời gian chơi game nữa được không ạ? 10, 9, hôm nay mới có 200 lượt chia sẻ thôi các chị. 8, 7, tiếp tục bình luận thật nhiều cho em. Không biết là có bị ẩn không mà tại sao bây giờ em mới thấy cái chị khách hàng đang mới có bình luận ở đây thôi. 7, 6, chị Hoàng Hương ơi, mình sang page bên iMode mình chơi cho em nhá. Các chị lưu ý này, em chỉ chơi game tại một page thôi, đó chính là iMode thời trang công sở. Còn lại những page khác mình chỉ để tương tác, không em không tổ chức game các chị mình nhá. Rồi ạ, 5, thời gian bây giờ đang rút gọn này, còn chị nào mà chưa bình luận thì nhanh tay bình luận cho em nhá. Có khả năng là nhiều chị bình luận nhưng không thể em gọi tên, tức là em không nhìn thấy đâu các chị ạ. 4, 3, bình luận thật nhanh, thật nhiều, em không giới hạn lượt bình luận nên các chị bình luận càng nhiều thì em nhìn càng nhìn thấy mình rõ hơn. 2, 1 ạ. Ok, các chị mình ơi, sẵn sàng chưa nào? Hiện tại là bây giờ em Trà vẫn không nhìn thấy các chị mình bình luận nhiều đâu, nhưng mà tuy nhiên mình vẫn cứ đảm bảo công bằng là mình sẽ chơi quay lướt tại máy chủ của em nha. Mình sẽ chơi quay lướt tại máy chủ của Trà. Đúng ra ấy thì em sẽ quay tại máy trang mà em đang phát trực tiếp ấy, là máy chủ ấy. Thế nhưng mà hiện tại máy chủ của Trà thì đang bị ẩn bình luận, nên là Trà thay mạng phép một chút là em sẽ quay tại máy của em đang cầm ở đây. Một cái thiết bị máy khác em sẽ theo dõi và cũng như là sẽ quay lướt tại đây các chị nhá. Những chị nào mà bình luận mà không phải ở trên trang, không phải là ở trên trang iMode ở trang công sở, Thì các chị em mình sẽ không được nhận quà ngày hôm nay đâu ạ. Thế nên là bây giờ em sẽ bắt đầu quay luôn này. Wow, hôm nay có vẻ như là bây giờ em sẽ quay luôn nhá các chị nhá. Mình quay tại máy của Trà luôn này. Bắt đầu sẵn sàng cho các chị. 1, 2 và cuối cùng quý cô nào đẹp ạ? Ok ạ. Tay em đang chạm đến chị có tên Facebook là chị Lụa Phạm à? Chị Lụa Phạm, em sẽ kiểm tra nhá. Chị Lụa Phạm là người mà em Trà đã quay lướt chúng rồi. Tuy nhiên thì để em Trà kiểm tra xem là chị Lụa Phạm đã có lượt chia sẻ chưa. Tất cả các quý cô của em ơi, mình lưu ý giúp em này. Món quà của thời trang công sở iMode gửi tặng các chị mình là món quà không đồng.
với điều kiện tham gia game chỉ cần chia sẻ cho em thôi. Mình có thể chia sẻ trang cá nhân, có thể chia sẻ trong hội nhóm, ít nhất 2 lần trang cá nhân, 5 lần trang hội nhóm, đồng ý với em Trà không? Với những cái điều như thế nó quá cơ bản và quá đơn giản rồi, nên là bây giờ em sẽ kiểm tra và nếu như mà mình không có đủ thì em xin phép là hủy kết quả mini game. Các chị nha, chị Lụa Phạm là chị khách hàng mà em đã quay lướt, gọi là quay lướt may mắn trúng tên của mình rồi. Thì bây giờ em Trà sẽ kiểm tra xem là chị đã có lượt chia sẻ chưa nhá. Hiện tại là em Trà đang ở trang cá nhân của chị Lụa Phạm này. Tuy nhiên các chị ơi, một tin buồn đó chính là em Trà đang ở trang cá nhân của chị Lụa Phạm nhưng mà em lại không thấy bất kỳ một thông tin cũng như là không thấy bất kỳ một lượt chia sẻ nào. Trong khi là em Trà cũng vẫn đang vuốt xuống này, em vẫn đang lướt xuống để em nhìn nhá. Chắc là chị mình chia sẻ nhưng mà để chế độ chỉ mình tôi, hoặc là mình quên chưa chia sẻ trang cá nhân rồi. Bởi vì em đang ở trang cá nhân của chị đây mà em lại không thấy bất kỳ một lần chia sẻ nào. Các chị đẹp chú ý giúp em. Vậy là chị Lụa Phạm mình đã là người may mắn, tuy nhiên mình lại bị hủy kết quả bởi vì là mình không có lượt chia sẻ. Các chị đẹp ơi, các chị lưu ý giúp em nhá. Với những cái lượt chia sẻ nó chỉ là 0 đồng thôi, và với những cái thao tác như vậy nó rất là đơn giản, nhưng mình sẽ nhận được một trong những cái món quà, tức là một trong những cái sản phẩm của iMode. Những cái sản phẩm nó có thể áo sơ mi, chân váy, bộ mặc nhà, quần nâu, thậm chí là set bộ cũng có luôn. Mà các chị em mình điều kiện nhỏ nhoi là mình phải cần đơn giản, đó chính là gì ạ? Chia sẻ. Cái điều kiện đơn giản là cần phải chia sẻ giúp em. Vậy là chị Lụa Phạm rất là tiếc nha, em xin phép là hủy kết quả của chị Lụa Phạm ạ. Vậy là người trúng quà ngày hôm nay thì vẫn chưa tìm ra được chủ nhân. Các chị đẹp ơi, em vẫn chưa tìm ra được chủ nhân ngày hôm nay. Áo này bao nhiêu tiền? Áo Trà mặc, đợi em xíu nhá. Đợi em một chút để em xem nào. Các chị mình sao mà các chị mình quên mất chưa chia sẻ cho Trà hay là sao ạ? Tiếc quá, ở đây có rất nhiều chị có lượt chia sẻ mà lại chưa, em chưa quay lướt chúng. Mà em quay lướt gọi tên một chị thì lại có lượt, chưa thiếu mất, có lượt chia sẻ mất rồi. Thôi bây giờ mình sẽ quay tiếp lần thứ hai nhá. Mình sẽ quay tiếp lần thứ hai. Lần này thì mong là em Trà sẽ được gọi tên một chị nào đó mà có đầy đủ điều kiện tham gia game rồi, thì nó sẽ công bằng hơn và chuẩn chỉnh hơn, không mất thời gian. Để chơi game mà không mất thời gian nhất là các chị cứ chia sẻ đầu like đi đã. Sau đó em chỉ cần phát em chỉ cần báo cú pháp chơi game thôi là các chị đã bình luận xong rồi. Nó rất là nhanh mà không mất thời gian. Bây giờ em Trà sẽ bắt đầu quay tiếp lần thứ hai này. Lần thứ hai các chị nhá. Lần này nếu như mà em Trà quay lướt vào một chị mà cũng chưa có lượt chia sẻ thì mình sẽ lại phải cất món quà tại đó các chị ạ. Bởi vì là các chị mình chưa làm đúng theo cái yêu cầu chơi game, cái thể lệ chơi game. Rồi bây giờ em sẽ quay này. 1 2 3. Ok ạ. Tay của em đang chạm vào chị có tên Facebook là Alo Hoa Dại. Alo Hoa Dại, ngày cuối cùng của tháng 3 hạnh phúc. Ok rồi ạ. Bây giờ em kiểm tra nhá. Chị Alo Hoa Dại. Chị Alo Hoa Dại ơi, em xin chúc mừng chị nha. Là vì bây giờ là bước đầu tiên là em Trà đã quay lướt vào tên của mình rồi. Còn bước thứ hai thì em sẽ kiểm tra giống như là như em đã công bố rồi đúng không ạ? Là mình sẽ kiểm tra xem là chị đã có lượt chia sẻ lên trang cá nhân chưa. Đây, ít nhất, tối thiểu nhất là 2 lần trang cá nhân và 5 lần trang hội nhóm. Các chị đồng ý với Trà không? Rồi bây giờ nha, em đang thấy là đầu tiên là mình thấy mừng rồi đã. Bởi vì có 1 lần rồi. 1 lần này, 2 lần này, 3 lần này. Ok ạ. Em thấy ở đây chị có 3 lần chia sẻ trang cá nhân và trên tên của mình, tên viết của mình có hiện là người đã chia sẻ. Vậy thì chúc mừng chị Hoa Cỏ Dại. Các chị mình ơi, chúc mừng chị. Chị có tên Facebook là chị Alo Hoa Dại nha. Chị Alo Hoa Dại ơi, chúc mừng chị. Và ngày hôm nay thì chị mình đã là người thắng quà, trúng quà ngày hôm nay rồi. Chị hãy bình luận cho em, hình như là không biết là chị đã bao giờ nhận quà của iMode chưa. Chị bình luận cho em là xác nhận quà ngày 31 tháng 3, tức là ngày cuối cùng trong tháng 3 đấy chị. 31 tháng 3 các chị nhá. Ok ạ, chị xác nhận cho em một món, xác nhận quà ngày hôm nay. Em Trà sẽ công bố quà luôn cho chị được không? Để tăng cho các chị em mình một cái gọi là một cái sự bất ngờ. Và cũng như là các chị em mình chơi game của iMode thì không bao giờ thất vọng đâu. Quà ngày hôm nay, để đây đâu rồi? Mang ra đây.
Chị alo, chị alo hoa dại. Tên của chị Facebook, tên Facebook của chị thật là đáng yêu, bởi vì chị tên Facebook chị là alo hoa dại. Chúc mừng chị hoa dại nha. Ngày hôm nay thì như vừa rồi Trà có tư vấn cho các chị ấy, là món quà của iMode không đồng thì sẽ gồm có những gì: một là sơ mi, hai là quần âu, ba là chân váy, bốn là bộ mặc nhà. Nhưng ngày hôm nay lại có đến món thứ năm nữa, đó chính là một gọi là một series thiết kế gồm năm bạn quần chip các chị ạ, với chất liệu 100% là kháng khuẩn đó. Và đây là món quà của chị nha, chị alo hoa dại. Không biết là chị cảm nhận như thế nào khi mà mình trúng thưởng, trúng quà của iMode, mà cả một thiết kế như thế này, cả một món quà xinh đẹp như thế này, đáng yêu như này mà iMode gửi tặng chị không đồng khi chị chiến thắng mini game nha. Qua đây các chị đẹp ơi, các chị hãy chơi với iMode, chơi game với iMode thật nhiều đi. Mình hãy tham gia game với iMode thật nhiều cho em, bởi vì những cái món quà nó hoàn toàn là bất ngờ, món quà hoàn toàn là ngẫu nhiên các chị ạ. Với những cái món quà như Trà đang cầm trên tay thì em nghĩ là quý cô nào cũng thích cái món quà này đúng không? Thế nên là các chị hãy dành thời gian quý báu của mình, cũng như là mình phải tham gia game với đúng thể lệ, đúng quy định. Bao giờ quy định theo chơi game của Trà là cũng phải 5 lần chia sẻ trong hội nhóm, 2 lần chia sẻ trong cá nhân, đấy là tối thiểu, đấy là ít nhất các chị ạ. Còn nhiều chị mình ấy là chia sẻ đến nỗi mà còn bị gọi là khóa nick, bởi vì là mình chia sẻ nhiều quá, chia sẻ khoảng tầm 50 lần, 60 lần, 40, 50 lần, 60 lần lên trang hội nhóm cơ. Thế là đấy là các chị em mình là quá nhiệt tình rồi. Còn lại đâu lại tối thiểu là mình phải 5 lần trong hội nhóm, 2 lần trong cá nhân, bất kỳ mini game nào cũng thế. Quay lướt, bốc thăm trúng thưởng hay là đoán số thì tất cả các chị mình đều thành một thói quen rồi. Đấy là cái thể lệ của cuộc chơi ngày hôm nay các chị nhá. Với ngày hôm nay thì đây là món quà, và em chả tin chắc là món quà này thì tất cả các quý cô đây đều thích, chứ không chỉ riêng chị hoa dại đâu đúng không? Alo chị hoa dại đúng không ạ? Rồi các chị ơi, vậy thì mình sẵn sàng chưa nào? Mình sẵn sàng chưa để mình đến với buổi livestream ngày hôm nay của em nhá. Cảm ơn iMode nhiều nhé. Dạ vâng ạ, cảm ơn chị. Bây giờ chị nhắn tin, chị chủ động nhắn tin vào trong trang web, địa chỉ, số điện thoại để bộ phận telesale sẽ gửi quà cho mình. Và tất cả các quý cô đã từng nhận quà của iMode thì mình hãy cố gắng là mình theo dõi đồng đều tất cả các buổi livestream, để biết đâu là các chị mình lại được nhận quà tiếp thì sao, đúng không ạ? Chị nào mà chưa được nhận quà thì em Trà sẽ chúc mình là trong những cái buổi live gần đây, buổi live sắp tới, các chị sẽ được nhận quà. Còn những chị nào mà đã từng được nhận quà rồi thì Trà vẫn chúc các chị mình sẽ được săn thêm quà thêm. Với iMode thì các chị mình ơi, thật ra là các chị mình cứ yên tâm đi, với iMode là các chị mình được nhận quà xả láng luôn, hoặc là săn sale cũng thoải mái luôn. Mình sẽ vào luôn thiết kế đầu tiên Trà đang mặc nhá. Hôm nay thì em có siêu những cái thiết kế đều là lẻ size, phải nói siêu phẩm luôn ấy. Nhiều thiết kế lẻ size nhưng mà một chút nữa thì mình sẽ lên. Hiện tại là máy chủ của Trà là đứng hình rồi, thế nên là thôi bây giờ em sẽ tạm thời tương tác với các chị qua máy cá nhân của Trà. Đầu tiên thì mình sẽ lên áo em đang mặc đi. Với thiết kế áo em đang mặc là form áo công sở chuẩn và nét nhất. Và bạn này ngày hôm nay sẽ có họa tiết cho mình là họa tiết chấm bi. Với thiết kế sơ mi Trà đang mặc thì sẽ là sơ mi chấm bi. Form áo này các chị mình lưu ý giúp em là không cần sơ vin nhé. Form áo sơ mi Trà đang mặc không cần sơ vin, chỉ cần mặc giống như em thôi, dáng eo, dáng vai hoặc là dáng cổ là đã fit, cũng như là đã ôm lên form dáng rất là đẹp rồi. Bạn này được sử dụng chất liệu chính đó là sản phẩm lụa Hàn, sợi vải, chất vải là lụa Hàn giúp em. Mình sẽ có hai màu, chấm bi than, chấm bi xanh than và chấm bi màu be. Màu này sẽ là màu xanh than cho em, còn màu Trà đang mặc thì sẽ là màu be. Màu be thì em thấy yêu hơn, thích hơn các chị ạ, vì nhìn nó nữ tính, nhìn nó giản dị. Và bạn này thì sẽ có một cái điểm nhấn vô cùng là xuất sắc nữa, đó chính là phần cổ. Nhờ các chị hình dung nhé, cái dáng cổ của Trà đang mặc ấy, nó giống như là một cái thiết kế kiểu như là một cái bản khăn ấy các chị. Các chị ở đây có giống như em là liên tưởng đến bản khăn lụa không? Như là mình đang có một thiết kế khăn lụa ở bên ngoài, choàng ở bên ngoài, ở phần cổ. Rồi cô bé còn khăn đỏ đấy các chị ạ. Mặc cái mẫu áo này vừa xinh đẹp vừa trẻ trung, mà không kém phần sang trọng, không kém phần quý phái đúng không nào? Mẫu này của em sẽ có hai màu, và hôm nay thì Trà sẽ tặng luôn trên livestream nha. Vì rất là nhiều chị yêu thích mẫu chấm bi này từ đầu live đã hỏi em rất là nhiều rồi. Mã này mình lên cho em là A72. Giá niêm yết của sản phẩm này là 419.000. 419.000 là giá bán của mẫu áo sơ mi Trà mặc chấm bi. Kiểu cổ này rất là đẹp các chị nhá. Em rất là thích cái cổ này luôn. Bản thân Trà cổ tàu, cổ sơ mi, cổ đức hoặc là cổ bèo, hay hơn nữa là cái dáng cổ thuyền, thì các chị mình ở đây ai cũng sẽ có rồi. Nhưng với em mà cổ khăn lụa như này này, kiểu cổ khăn lụa như này thì em Trà lại rất là thích luôn. Mà nó trẻ, nó hiện đại, nó thời thượng, sành điệu. Mẫu này mình lên cho em là A72. Với thiết kế này thì sẽ có hai màu, mình lên cho em là A72. Màu em mặc là màu be, còn màu này sẽ là màu tím than các chị nha. Em có 4 size ạ, S, M, L, XL. Hôm nay công ty iMode gửi tặng các chị mình, chị nào có được chia sẻ sẽ được mua với mức giá đó chính là bao nhiêu ạ?
329.000. Sơ mi chấm bi không bao giờ hạ nhiệt và không bao giờ hết hot. 329.000 áo sơ mi trà đang mặc. Đứng gần hơn để các chị nhìn cái dáng cổ của em đang mặc ở đây nhá. Dáng cổ ở đây các chị mình mặc nó chiếc nó giống như một bản khăn lụa. Một bản khăn lụa. Và khi mặc lên thì các chị thấy thế nào ạ? Đây, hoàn toàn là áo được sử dụng là cài cúc trước. Áo sẽ là cài cúc trước cho em. Còn bản khăn lụa này thì các chị mình sẽ là thiết kế mít cùng. Tức là mình khi mà mình mặc lên ấy, ở đây nó sẽ có một cái phần đan dây. Các chị em mình chỉ cần đan vào giúp em thôi. Nó như một chiếc khăn lụa, các chị em mình cài vào, thắt, thắt cài vào cho em nhá. Xinh, trẻ, đẹp mà rất là yêu. Mẫu này của Trà Mặc có hai màu. Bạn này các chị lên đơn cho em là A72. A tức là sản phẩm có tên gọi là áo, còn 72 là mã của áo Trà đang mặc. Em chào chị Thu Hồ ạ. Có set bộ quần ký giả không em có lẻ size nhá. Rất vui và bất ngờ em ơi. Dạ vâng ạ, chúc mừng chị. Chị mình ơi, khi mà nhận được quà rồi thì chị quay trở lại ủng hộ iMode thật nhiều, dành tình cảm cho iMode thật nhiều chị. Aloha dại nha. Chị Thúy Đỗ bảo là chưa bao giờ em được nhận quà ấy. Chị Trần Thị Hương và chị Thúy Đỗ ơi, mình cứ tham gia game với em đi. Sớm muộn thì các chị mình cũng sẽ có quà. Cái điều này em chắc chắn luôn. Bởi vì các chị mình khi mà nhiệt tình rồi ấy thì chỉ cần là không cần chơi game. Khi các chị mình nhiệt tình rồi không cần chơi game thì iMode cũng như là em Trà ở đây đại diện đã tặng quà luôn cho các chị rồi. Nên là mình cứ yên tâm nhá. Em cảm ơn chị Lan Anh ạ. Có xếp bộ ký giả quần lẻ size chị Nga Hoàng. Chị Thúy Nguyễn này A72 size L1B. Áo Trà đang mặc ngày hôm nay có giá 329.000. Màu áo sơ mi em đang mặc là A72. Các chị đẹp ơi, thiết kế sơ mi chấm bi nhưng không cần phải sơ vin. Form dáng này các chị mình mặc thông thường là mình chỉ cần buông áo thôi. Bởi vì sao ạ? Áo này đã được may chất ly eo đi vào hai ly rồi. Phần hông, phần eo của em nó rất là thon gọn. Và ngược lại các chị mình thấy cái màu be là cái màu nó sẽ là tôn cái màu da của mình lên. Chiều chuộng làn da trắng hồng cho các chị. Với các màu be này thì em nghĩ là tất cả các chị mình đều có thể mặc được. Không hề kén người nha. Chị Nguyễn Thị Kim lên cho em số điện thoại. Chị Long An ơi, em gửi về địa chỉ cũ nhá. Tất cả các quý cô của em lên mã này là A72, kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại. Có lên chia sẻ, Trà xin phép gửi tặng áo này có giá bao nhiêu ạ? 329.000. 329.000. À mà thôi nhá, bây giờ thế này các chị ơi. Hôm nay nha, chị nào em sẽ tặng, em sẽ hôm nay thì em Trà chơi như này cho nó lớn đi, bởi vì ngày cuối tháng. Ngày này hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 3 rồi. Bây giờ nhá, em sẽ tặng cho các chị mình 20 suất. 20 suất thật ra ấy, cái áo sơ mi này 329.000 ấy là công ty iMode đã trợ giá rồi các chị ạ. Bởi vì hoàn toàn những cái áo xuân hè như thế này, thời điểm này mới đang là cái thời điểm mà các chị mình có nhu cầu mua cao nhất, thì thường thường là iMode đã đang trợ giá với cái thời điểm này nữa. Đây là cái thời điểm vàng để các chị mình săn cho em nhé. Và ngày hôm nay em chỉ tặng đúng duy nhất ngày hôm nay thôi, bởi vì ngày hôm nay là ngày 31, ngày cuối cùng rồi. Em sẽ tặng 20 suất đầu tiên và cũng là 20 suất cuối cùng áo sơ mi Trà Mặc với giá 329.000, free ship toàn quốc, được không các chị? Lấy một sơ mi Trà đang mặc em free ship toàn quốc chỉ áp dụng cho 20 chị thôi. Và bây giờ thì mình sẽ bắt đầu tính từ chị đầu tiên nhá. Em sẽ đếm theo suất các chị ạ. Thật ra một chiếc áo sơ mi như Trà Mặc 329.000 free ship nữa thì công ty iMode lại thể trợ giá lên gấp đôi cơ các chị ạ. Phải hoàn toàn là với những cái thiết kế sơ mi như thế này đang rất là nóng bỏng, đang rất là hot, mà em Trà còn ra thêm một cái chương trình free ship nữa. Mong rằng ngày hôm nay được em sẽ được tặng 20 món quà này cho 20 quý cô. Màu em đang mặc là màu be chị ạ. Thật ra cái màu này ở ngoài ấy, đúng, nếu như mà để nói đúng nhá, nó là be hồng. Nhưng chị ơi, mình cứ hiểu nôm na cho em nó là cái màu da. Màu be nó là màu da các chị ạ, nó không cần phải xa xôi. Be, nút, nâu nhạt thì nó đều là màu da hết. Các chị em mình yên tâm là như vậy. Với cái bảng màu của Việt Nam ấy thì nó chỉ là bảng màu thông thường thôi. Nhưng mà em nghĩ là cái gam màu này các chị mình đều có thể mặc được. Làn da sáng, làn da hơi tối tối, hơi ngăm ngăm một chút đều có thể mặc được ạ. Em sẽ đọc tên những quý cô nào được free ship lấy một sơ mi ngày hôm nay. Giang ơi, chốt 20 chiếc đầu tiên free ship nhá. 329.000 mẫu sơ mi Trà đang mặc, và em sẽ chỉ tặng khi các chị em mình lấy áo sơ mi Trà đang mặc có lượt chia sẻ. Em tặng với giá 329 và free ship toàn quốc luôn. Đồng ý chưa nào ạ? Em sẽ bắt đầu em đọc từ đầu. Bắt đầu em sẽ free ship với chị Minh Anh. 329.000 áo chấm bi màu be. Cho chị màu be với màu xanh than nhé. Chị ơi lên số điện thoại cho em đi. Chị Huế Phan này A7245 ký chưa có số điện thoại, em chưa tặng ạ. Chị Ngọc Bích là chị thứ hai A72 màu xanh than XL. Ok chị, free ship 329.000. Hôm nay các chị mình vừa được tặng 329 mà vừa được free ship luôn. Em chỉ áp dụng cho 20 quý cô đầu tiên. Chị thứ ba là chị Phạm Hoàn A72 CL màu than, ok ạ. Chị thứ tư là chị Trương Ngân A72 CL màu B. Chị thứ năm là chị Biên Thi A72 màu B, tiếp tục lên cho em nhé.
chị Huế Phan là chị thứ 6 này, ok rồi, em thấy số điện thoại rồi. Chị thứ 7 là chị Cẩm Tú A72 size S màu be. Chị Kim Trung là chị thứ 8 A72 màu be size M. Ok các chị ơi, mã là gì em? Mã là A72 các quý cô nhá. Có chị nào mà vừa rồi chốt mà chưa được em gọi tên không ạ? Chị Long An em đọc rồi ạ. Chị Long An được free ship và với giá 329.000. Chị thứ 9, chị Hạnh Ngọc là chị thứ 10 A72 xanh XL. Các chị ơi, hết 10 suất của em rồi. Hết 10 suất rồi. Mẫu áo sơ mi này em trả tin chắc với các chị với mẫu này để nguyên giá 419.000. Ở đây vẫn rất nhiều cô, rất nhiều quý cô của em sẵn sàng là chốt mẫu này với giá 419.000. Bởi vì cái dáng sơ mi mà các chị mình vừa buông được vừa sơ vin được ấy thì thường thường nó rất là hiếm. Để khi mà mình mặc lên cái dáng nó gọn người, nó che khuyết điểm các chị ạ. Hiếm ở cái chỗ là nó phải vừa che khuyết điểm, vừa gọn dáng, vừa nịnh dáng cơ. Và mẫu em đang mặc các chị đều có thể mặc được 2 trong 1. Các chị có thể sơ vin lại, em thử sơ vin lại nhá. Để bây giờ chàng thử sơ vin lại ạ. Hết 10 suất rồi. Em hết 10 suất tặng ship và cũng như giá 329 rồi. Bây giờ chỉ còn lại vài suất cuối cùng nữa thôi. Quý cô nào mà thích cái bạn áo sơ mi em mặc, mã là A72, chất liệu là lụa Hàn các chị ơi. Với những cái sơ mi như em đang mặc ở đây ý, thì thật sự là công ty iMode đang chơi rất là lớn đấy các chị. iMode là một trong những cái thương hiệu công ty thời trang công sở mà chả thấy là chơi rất là lớn luôn các chị ạ. Đã chịu chi rồi mà còn là chịu lỗ để các chị em mình được trải nghiệm, được thử sản phẩm. Với áo sơ mi em đang mặc, mình có thể buông hoặc mình để có thể sơ vin. Phong cách này các chị đều có thể mặc được 2 dáng cho em nhé. Mình mặc đến môi trường công sở, đến văn phòng cho em. Vừa rồi là em chả buông thì nó rất là gọn người, eo óc, nhìn cảm giác mi nhon lắm. Nhìn em 50kg mà cứ như 40kg các chị ạ. Vì dáng nó gọn, dáng nó suông áo, nó suông áo, nó phẳng áo cho em nhé. Còn bây giờ thì mình sơ vin mà cũng như là mình lại buông lại cho các chị xem. Màu áo chả đang mặc có tên gọi là A72 kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại cho em nhá. Em chỉ có màu be với màu xanh than thôi ạ. Mình chỉ có 2 màu thôi, đó chính là màu be với màu xanh than. Quý cô nào mặc vừa hoặc yêu thích mẫu này thì mình lên đơn cho em nhé. Chị Phạm Hoàng là chị thứ 11 A72 màu be, ok chị ạ. Chị thứ 12 là chị Trang Lê A72 size XL màu be. Chị Lý Lê là chị thứ 13 A72 màu kem ạ. Chị Hoàn Long là chị thứ 14 A72 size M. Chị Thành Tịnh ơi, mình lên cho em số điện thoại với. Chị Nguyễn Sương là chị thứ 15 56kg, mình mặc size L. Bạn này của em đang mặc là từ 40-65kg, lụa Hàn ạ, 40-65kg. Chị Nguyễn Sương mình mặc size L, mình phải lên cho em là A72. Vậy là em chỉ còn 5 chiếc nữa thôi các chị. 5 chiếc sơ mi chả đang mặc nữa thôi là em dừng nhá. Em không tặng giá này và cũng không tặng ship nữa. Trời ơi các chị ơi, chưa có một cái line nào một sơ mi được free ship cả. Không có luôn đấy các chị, chứ không phải chưa có. Một sơ mi mà vừa được trợ giá, vừa được free ship nữa. Thật sự là iMode chơi rất là lớn. Và ngày hôm nay em nhấn mạnh lại là một ngày cuối tháng 3 rồi, nên là mình khép lại cái tháng mới để mình bắt đầu mình chào đón một cái, à khép lại tháng cũ để mình chào đón tháng mới, làm sao cho nó rực rỡ, cho nó hạnh phúc, cho nó hoan hỉ hơn thôi. Nên là mới có cái chương trình chơi như thế này các chị nhá. Áo em đang mặc các chị lưu ý giúp em, màu chả mặc là màu be, không phải màu hồng ạ. Màu em đang mặc nó là màu be hoặc nút đều được, nhưng không phải là màu hồng các chị nhá. Mình cứ hiểu giúp em đây là màu da. Màu chả mặc ở đây là màu da. A72 là áo em đang mặc có 2 màu, màu be với màu xanh than, và em còn 5 suất nữa thôi. Em hết rồi các chị nhá, không tặng nữa. Thời điểm hết 5 suất này em sẽ không tặng ship và quay trở lại với mức giá gốc giúp trà các chị nhá. Quay trở lại giá gốc giúp em. Thôi bây giờ mình sẽ lên hàng lẻ size này. Mình lên một thiết kế lẻ size ạ. Ở đây có chị nào muốn săn di lê không? Có quý cô nào của em muốn săn di lê không ạ? Trên tay của em đang có một mã di lê. Mã này ngày hôm nay thì sẽ là kẻ sáng. Và bạn này thì để em xem là còn bao nhiêu set nha. Chị nào muốn săn hàng lẻ size, tiếp tục thả tim mạnh mẽ chấm ok cho em ở phía dưới nào. Từ từ bây giờ em hỏi có chị nào mặc size L không? Có chị đẹp nào mặc size L không ạ? Nếu như có thì chị em mình bình luận cho em ok. Quý cô nào mặc vừa size L thì bình luận cho Trà là ok nhá. Để em sẽ chuẩn bị lên một mã lẻ size mà mình sẽ chỉ có size L thôi. Một mã lẻ size mà chỉ có size L thôi các chị em mình ạ, chuẩn bị này. Bộ này của em đang có duy nhất một bộ size L. Đang ơi, cái danh sách để trên bàn là danh sách hôm nay hay là hôm nào đấy? Nó không liên quan gì thì cái mã mà đang có ở đây rồi. Cái này 206 đây này. Cái này mà cái này là ở đâu đấy? Cái này là hàng chính, cái này là hàng lẻ sai. Dọc này là hàng lẻ sai.
Mấy cái hàng này nó có phải ghi sai à? Các chị ơi lên cho em mã này là 0206. Thôi Linh lên cho chả là Zile 06. Lên mã này cho em là Zile 06 các chị nhá. Zile nhìn này em sắp nhầm luôn rồi. Zile 06 các chị ạ. Chốt cho em bắt đầu này. Ok, chị nào mặc size L lên cho em. Em có 1L và 2XL, 3 bộ. 1L và 2XL. Bộ Zile này là bộ Zile áo với chân drip. Áo với chân drip các chị nhá. Mẫu này mình lên cho em là Zile 0206 và hôm nay thì em gửi tặng nốt với giá 299. Zile 0206 299. Chốt cho em là Zile 06 kèm với L hoặc XL. Em chỉ có một màu thôi. Các chị đẹp ạ, chỉ có một màu này là màu kẻ sáng thôi. Và vui lòng là nhắn tin giúp em qua tin nhắn để mình có thể được chốt đơn với những cái hàng lẻ size. Hàng lẻ size thì mình sẽ chốt qua tin nhắn, gửi địa chỉ thông tin. Và lưu ý giúp em với những cái bộ lẻ size tặng giá đầu hai như thế này rồi thì vui lòng không đổi trả giúp trà nhá. Đấy là các chị mình gọi là nghe kỹ giúp em để em tư vấn ạ. Chị nào mặc size L với size XL thì mình lấy set Zile này cho em. Zile 0206. Zile 0206 giá là 299. Em chỉ có đúng một màu duy nhất, size L và size XL. Size L dưới 60kg và size XL là dưới 65kg. Zile này 65kg mặc được. Vì dáng Zile là dáng không tay. Ok, chị Bùi Ngân, đây rất nhiều chị mặc L với XL đây này. Size M, M, B, chị Anh Trần phải lên A72 mới có chị ạ. Size M đi, đợi em xíu nhá. Áo chả đang mặc mã gì, chị Lụy Nguyên ơi. Chị Lụy Nguyên ơi, áo em đang mặc là A72. Tất cả các quý cô vào sau mình lưu ý giúp em là áo chả mặc là A72 nha. Còn bây giờ em đang tặng bộ này, nguyên một set Zile 2 lớp. Em kỷ niệm cho chị nào mặc L hoặc XL. Em chỉ có 2 size thôi ạ. Thì các chị lên cho em là Zile 0206. Một màu và chỉ có L với XL thôi các chị đẹp nhá. Giá ngày hôm nay là 299. Thật ra 299.000 các chị chỉ mua được một chiếc áo phông thôi. Các chị ơi, nhưng mà đến với iMode và đặc biệt là xem live cuối tháng này của em thì mình còn săn nguyên một bộ Zile hàng 2 lớp. Chưa kể thiết kế phần tác còn là tác cái như này nữa, tác đính đá như này nữa các quý cô này. Chốt cho em mã này là Zile 0206 kèm size L hoặc XL. Size L em hết rồi mọi người, em còn XL thôi ạ. Em còn XL. XL là từ 58 đến 65kg vừa. XL là từ 58 đến 65kg vừa các chị nhá. Cái dáng Zile nó còn hơi bép lăm nhẹ đây này các chị này. Cái dáng Zile ở đằng sau nó còn sẽ là hơi bép lăm nhẹ giúp em. Với chất liệu của iMode hoàn toàn là chất liệu nhập khẩu. Đây ạ, áo Zile đây. Chân drip thì 2 lớp. Bộ này em tặng kỷ niệm thôi, 299.000. Chị nào mặc XL mình mặc đi, mình chốt luôn hoặc là mình mua tặng cho em cũng được. Giá niêm yết nhá. Nếu như hàng này các chị mình mang đi tặng, giá niêm yết là gần 1 triệu. Gần 1 triệu rồi. Mà ngày hôm nay em trả tặng còn chưa đến 300, 400.000 nữa các chị. Chưa đến 400.000 cái set này. 299.000. Lên cho em là Zile 0206. Kể cả chị nào mặc size L lên XL được không sao hết. Vì mình chỉ cần điều chỉnh bóp một chút phần eo thôi. Còn áo Zile đó là thiết kế áo chiết eo rồi. Form áo Zile mình có mix cả sơ mi ở bên trong nữa đúng không nào ạ? Em hết size L rồi, em còn 2XL. Chị nào mà mình yêu thích mẫu này tốt cho em là Zile 0206 nhá. Em còn 2XL các chị ơi, 299.000. Size L em hết sạch rồi ạ, em chỉ còn 2XL, em chỉ còn XL thôi. Chị nào ở đây có mình có muốn lên size không? Em chỉ còn XL. Set Zile này có màu xanh than không em trà? Chỉ có một màu duy nhất ạ. Em có một màu duy nhất và một size duy nhất là chính là XL. XL là từ 57 đến 65kg mình mặc vừa. Trong khoảng cân nặng đấy dao động thì các chị có thể mặc đẹp cho em nhé. Mã này là Zile 0206. Các quý cô công sở hôm nay mà không xem like của em là tiếc lắm ạ. Các chị ơi hôm nay không xem được là tiếc lắm nhá. Mã này em xin phép là qua mã này. Em lên một set Zile nữa, nhưng set này sẽ là hàng thiết kế cao cấp hơn. Với phong cách của mẫu này thì sẽ là quần. Mẫu này của em đang cầm ở đây sẽ là bạn quần. Ở đây chị nào lại L, sao bây giờ mình ưu tiên những chị size L thế nhở? Hay là bởi vì em chả biết được là nhiều chị em mình đang form size L, đang xem live của em nên là em sẽ lên khá nhiều L đấy các chị ạ. Zile 0206 hết L rồi, chỉ còn XL thôi các quý cô ơi. Bây giờ mình lên cho em mẫu này nhá. Mẫu này trước tiên em giới thiệu qua đã này. Thiết kế hàng Zile 2 lớp, cả áo cả quần luôn.
Phong cách bạn này là bản một cúc, cúc bọc màu trắng tinh khôi. Cái này các chị mình mặc đi tiệc hoặc là đi họp, hay là các chị em mình mặc đi gặp khách hàng, đi ký kết hợp đồng, thì em nghĩ chắc chắn là đây là một trang phục lựa chọn hàng đầu rồi, đúng không nào? Dáng áo di lê theo kiểu áo vest, cổ vest cho em nhé. Quần thì là quần ống đứng, nguyên một set như thế này, cả bộ ạ, hai sản phẩm, hai món. Set di lê này là hai món cho em. Bạn này có giá là 1.395.000, nó tương đương với giá là 1.4 triệu. Tương đương với giá là 1.4 triệu này các quý cô của em ơi, các chị đẹp ơi, các chị đẹp hãy nhìn cho em cái giá đi đã. Và rồi sau đó mình nghe cái giá em tặng. Nghe cái giá em tặng các chị mình mới thấy được là xem live stream xong trên live nó thật sự rất là thú vị các chị ạ. Thật sự khi mà mình chốt được mình cảm thấy mình là người may mắn. Bộ này bắt đầu lên cho em là Zile 161. Chuẩn bị sẵn sàng cú pháp cho Trà nhá. Zile 161. Zile 161. Các chị đẹp ơi, bây giờ Zile 161 này em lại bị lẻ sai. Em lại bị lẻ sai rồi, thế nên là bây giờ em Trà sẽ phải tách nhá. Bởi vì quần là size S mà áo lại size L. Nên là bây giờ em tặng rồi. Em tặng rồi rồi các chị. Nguyên set này thì nó có giá khoảng tầm 1.4 triệu. Nhưng mà bởi vì lý do là em Trà đã tách set này cho khách rồi, thế nên là ví dụ như là em đã bị lẻ sai ấy. Em tách quần trước này. Em lên quần trước. Chốt cho em áo này, quần trắng S. Quần trắng S, cái số điện thoại ạ. Quần này là quần vest luôn các chị nhá, quần của bộ vest luôn đấy. Chị nào mình muốn săn quần lẻ mình lên cho em. Áo bây giờ còn size L mà quần còn size S thì em tách set, bởi vì là những cái mặt hàng trước đã đi hết rồi mà đã tách cho các chị khách trước rồi. Nên là bây giờ em còn lại. Cái điều mà em ngại nhất, thường thường tách set ngại nhất là cái sản phẩm còn lại ấy, là em toàn là em tặng các chị mình tặng không tặng với giá là như kiểu lỗ cũng như là tặng quà thôi. Cho nên là em chả ngại tách set là vì thế. Nhưng mà thôi hôm nay mình nhận quà đi. Quần này em gửi tặng các chị mình 299.000. 299.000 mẫu quần này em đang cầm bằng. Quần này là 299.000. Chốt cho em quần trắng size S kèm số điện thoại. Thứ nhất là quần của em đều là quần 2 lớp. Với thứ hai nữa là dáng quần này các chị đều mặc là quần vest được. Mặc với áo di lê, mặc với áo sơ mi, mặc với áo vest luôn cho Trà nhá. Bạn này mình lên cho em là quần trắng size S, 40-50kg mặc vừa. 40-50kg mình mặc vừa giúp em. Các chị ơi, quần trắng S là hàng lẻ size. Lên cho em là quần trắng size S kèm với số điện thoại và địa chỉ luôn ạ. Áo em đang mặc có bán lẻ không? Có, áo em đang mặc là A72. Áo A72 có giá là 329.000. Mà hôm nay các chị mình không biết là hết suất chưa nhỉ? Để em hỏi các bạn sale. Là áo sơ mi của em hết suất free ship chưa các chị nhá? Quần trắng này 299 dành cho chị đẹp nào? Thôi, 259.000. 259.000 chị nào mặc vừa. Mặc vừa size S chốt cho em. Size S thì là 64-66 chị yêu ạ, không cần phải đo eo đâu. Em báo eo luôn cho mình này. Vòng eo của quần của iMode là eo từ 64-66, maximum nhất là tầm 66-67. Đấy là vòng eo size S nhá chị đẹp nhá. Zile 161 em hết. Zile 161 size L hả? Zile 161 bây giờ em chỉ còn áo L thôi, quần là quần S. Quần này em tặng 259 nhá. Chị nào mặc vừa nhắn tin riêng giúp em. Chốt là quần trắng S, eo là 64-66. Và bạn này thì có chiều dài quần khoảng tầm từ 93-95. Chiều dài quần 93-95 ạ. Em tặng áo di lê trắng này. Áo di lê trắng này các chị này. Áo di lê trắng này các chị lên cho em. Mẫu này áo di lê trắng đẹp quá các chị ơi. Bây giờ mà còn nguyên một bộ là em nói thật với các chị là nó còn xuất sắc hơn nữa. Nhưng bây giờ không còn hàng nữa, nó lẻ như thế rồi. Thôi bây giờ em tặng rồi nhá. Chốt cho em là áo di lê trắng lầu, không cần phải ghi 161 nữa. Quần trắng S ok chị Hoan, em tặng 259.000. Chị ghi luôn giá vào đấy không lát nữa các bạn ấy lại nhầm. Rồi ạ, bây giờ mình lên cho em cái này ạ. Bạn này là mình chốt cho Trà là áo di lê trắng L, không cần phải ghi mã. Áo di lê trắng L có đúng một con thôi mà, không bị nhầm được, các chị yên tâm nhá. Hàng 2 lớp em tặng luôn cho các chị này, 399.000. Áo di lê trắng L 399.000 các chị ơi, thật sự là cái bạn áo này nó cực kỳ đẹp luôn. Các chị nhìn bên trong này, nó như một chiếc măng tô thu nhỏ ấy, nhưng mà nó dáng di lê cổ vét. Đấy, các chị thấy không? Bên trong bạn này của em đây ạ. Chị nào mặc size L lấy vét, lấy di lê trắng đi. Thường thường ấy, nếu như mà cả bộ trắng ấy thì các chị thấy là rất sang chảnh, rất đẹp rồi. Nhưng bây giờ mình săn lẻ thì mình được giá tốt hơn và mình về mình có thể tự mix theo ý kiến, theo sở thích của mình, theo cá nhân của mình, đúng không nào? Ok ạ. Di lê trắng L em hết hàng nha mọi người. Di lê trắng L em hết hàng rồi các chị đẹp ạ. Bây giờ tiếp tục nha. Tiếp tục nha các chị ơi, áo sơ mi em đang mặc là A72. Quần trắng em không có M các quý cô, quần trắng em chỉ có S thôi. Quần trắng chỉ có S thôi và em chốt hết rồi đấy, các chị nhắn tin cho em đi. Quần trắng S là khả năng hết hàng rồi. Áo di lê vừa rồi là áo di lê L nha các chị nhá, size của bạn đấy là size L. Áo di lê size L ạ.
có chị nào ở đây mặc size XL không các chị ơi? Ui bộ này đẹp quá, bộ này đẹp quá đẹp luôn này, mà size XL màu đen luôn nhá, màu đen mà XL nó sinh ra là dành cho nhau rồi. Ok chị Hoan cho em xin địa chỉ luôn, em lên đơn cho mình luôn, không cần phải hỏi nhắn tin nhiều ạ. Chị cho em xin địa chỉ em lên luôn. Áo em đang mặc bao nhiêu tiền? Áo Trà đang mặc là 329.000. 329.000, em còn 2 suất cuối cùng để em free ship, sau đó là em qua mã các chị nhá. Sơ mi Trà đang mặc là sẽ chuẩn bị nung chốt các chị ạ, vì em cũng đã chốt 20 chiếc với giá 329.000 rồi. Có hôm nay công ty iMode hỗ trợ các chị mình free ship trên toàn quốc, chỉ còn tầm 2 suất nữa thôi. 2 suất cuối cùng và là những chị nào may mắn. Còn chị nào mặc XL bình luận cho em ở phía dưới nào. Chị nào mặc XL bình luận số 5 cho em xem. Có chị nào mặc XL không ạ? Alo alo các chị đẹp ơi. Quý cô nào mặc XL để em lên nào. Quần trắng mờ em không có, em chỉ có quần trắng S thôi. Áo di lê trắng em vừa cầm là size gì? Áo di lê trắng Chào vừa cầm là size L. Bộ XL bao nhiêu tiền em? Chị đây ạ. À? Ok chị Nguyễn Linh mình mặc vừa đúng không ạ? Size XL nhá chị nhá. XL và màu đen thì em nói thật với các chị là siêu hiếm luôn. À, Nhung ơi lên cái bếp cao cấp, lên đơn là chị quần trắng với. Ừ, chị Hoa này cho địa chỉ này, chị Tô Thị Hoa này, chị cho địa chỉ trên line luôn này, em sang bếp để em lên đơn cho chị đi. 259.000 cái quần trắng đấy. Đây chị ơi, mẫu này mình lên cho em mã, từ từ lên mã cho đã. Bạn này các chị lên cho em là 162. 162 nhá. Đúng một bộ XL. 162 em còn đúng một bộ XL, em gửi tặng các chị. Chị nào xăm được hên quá này, 1.2 triệu, 1.195 triệu là mức giá mà nguyên set này luôn. 1.195 triệu em tặng nốt 599 ạ. 599 set này ạ, các chị ơi, thôi tặng luôn 559 ạ. Chị nào mặc vừa mình chốt cho em nguyên một bộ vest, mà cái vest này của em nó không phải vest truyền thống đâu, vest này còn là vest cách điệu, vest hiện đại, mặc lên dáng cực kỳ gọn luôn. Em xin chúc mừng chị nào mà chốt được màu đen XL mà thiết kế này lại có thiết kế thu gọn vóc dáng nữa. Em tặng nốt là 559, chốt cho em là set 162 đen XL kèm số điện thoại và địa chỉ luôn nhá. 559.000 cả một bộ vest, hàng thiết kế 2 lớp ạ. Giá niêm yết là 1.195.000. Em hôm nay em gửi tặng nốt là giá 559. 559 cho chị nào mặc vừa. Bây giờ có mờ không em, màu đen em cầm không có chị ơi, em còn một bộ XL thôi. Đấy, nhiều chị muốn chốt đi nhưng mà không có sai. Em chỉ có một bộ XL. Chị nào mặc vừa nhắn tin giúp em nhá. Chị nào mặc vừa nhắn tin giúp em, đó chính là màu đen XL. 162 chị Nguyễn Linh cho em xin số điện thoại đi chị. Vest size L đi em, vest size L đợi em xíu nhá. Vest size L cả nhà đợi em một chút được không ạ? Chị ơi chị nhắn tin riêng giúp em nha, vì tất cả hàng này sai này mình sẽ ép chốt. Một là có địa chỉ luôn trên line, hai là cách như mình phải nhắn tin riêng ạ. Còn một bộ vest, các chị mình ơi, vest size L thì bây giờ chỉ có màu đỏ thôi, đợi em xíu em lên. Bây giờ mình sẽ lên cho em là vest màu nâu tây. Một trong những bộ vest với gam màu nâu tây, em còn một set duy nhất này. Chị nào mặc vừa mình lên cho em, bạn này là size XL. Vest nâu tây XL, chốt cho Trà là vest nâu tây XL. Chân váy kèm áo, chân váy kèm áo khoác cho em nhá. Áo sơ mi em mặc bao nhiêu tiền? Sơ mi Trà đang mặc có giá trên line là 329.000 các chị ạ. 329.000, các chị tranh thủ chốt nốt bộ em mặc đi, à áo em đang mặc đi, bởi vì lát nữa em Trà đi thay rồi là các chị mình sẽ không còn nhận được ưu đãi với áo sơ mi Trà mặc đâu, nên là các chị hãy tranh thủ chốt nhá. Bây giờ vest nâu này là các chị chốt cho em một bộ XL hả? Vest nâu còn một bộ XL hả các chị? Vest nâu còn một bộ XL em tặng nốt này, cho nó hoan hỉ nốt ngày hôm nay. XL là từ 57 đến 64. Ok chị inbox cho em nhá. Em còn vest size L đấy nhưng mà màu đỏ thôi chị ạ. Bộ này em tặng nốt ngày hôm nay nhá, một form size XL. Giá bạn này ngày hôm nay lên cho em là 499. Vest nâu này hôm nay Trà tặng nốt 499 ạ, bởi vì là thiết kế này em chỉ còn một bộ XL size to nhất thôi. Size to, size lớn nhất đấy các chị. Em tặng nốt 499. Quý cô nào mặc vừa mình lên đơn cho em sẽ là vest nâu L. À vest nâu XL, sorry các chị. Vest nâu XL kèm số điện thoại cho em nhá. Mình sẽ có chân váy 2 lớp và túi chéo như thế này. Túi của em là túi thật nha các chị. Kèm thêm một bản áo khoác, đó chính là áo vest bản một cúc. Có gấp gấu LV cắt gấu cho em nhá. Phiên bản này thì được tặng kèm thêm cả hoa cài nữa. Chị nào yêu thích mẫu này mình chốt cho em là vest nâu XL kèm số điện thoại, địa chỉ luôn. 499 bộ vest nâu này các chị ơi. 499 ạ. Một bộ duy nhất size XL. Xem là em Trà xem là hôm nay là chị nào may mắn đấy.
chị nào may mắn chốt được cái mẫu này ạ? Duy nhất một bộ dành cho một quý cô may mắn. 30 giây cuối cùng em qua mã nha. 30 giây cuối cùng chào qua mã nha các chị. Chị nào mặc vừa thì mình tranh thủ lên đơn với cú pháp là vest no XL. Vest no XL kèm với số điện thoại và địa chỉ cho em. Áo có màu gì đó? Áo em đang mặc có hai màu nha chị, có màu be với màu xanh than. Có áo chả đang mặc có màu be với màu xanh than này chị này. A72 là áo chấm bi em mặc có màu be với màu xanh than. Còn di lê không em chị Vũ Nụ ơi, di lê bây giờ em còn size L thôi. Còn xếp bộ hè nào không chị? Bộ hè thì đợi em xử em lên nhé chị nhé. Bộ hè em dơ. Đây, áo chả mặc là A72. A72 có màu xanh than và màu em mặc là màu be. Hai màu. Mẫu chả đang mặc ở đây là A72 là có hai màu ạ. Tiếp theo mình sẽ lên các chị đẹp. Bây giờ các chị đẹp lên bộ hè đúng không? Em sẽ lên set không thở. Đây nhá. Chị nào mặc vừa size M ạ? Quý cô nào mặc vừa size M ạ? Em còn một bộ xanh than, set công sở, áo ngắn tay quần dài. Cuối hè đấy các chị mình đây. Phong cách mặc công sở với tuyệt nhất là mùa hè đây ạ. Áo mẫu đang mặc mã gì? A72 giá 329.000, còn 2 suất cuối cùng free ship ạ. Mẫu em đang mặc có màu be với màu xanh than. Chị nào yêu thích thì chốt cho Trà là A72, chính là cái áo sơ mi này này. Sơ mi chấm bi em đang mặc này. Vuông áo ra rất gọn người luôn. Nhưng mà nhớ giúp em là em chỉ còn 2 suất nữa free ship thôi. Và sau đó là mình sẽ không có chương trình free ship cho áo Trà mặc đâu các chị ạ. 329.000 mà còn được free ship nữa. Bây giờ mình sẽ lên một bộ công sở phối kể cho các chị nhá. Em cảm ơn chị Thu Hằng đã chấm cho em. Bạn này sẽ lên cho Trà là set 166. Mã này mình lên cho em là 166 ạ. Em còn một bộ duy nhất kẻ xanh than size M. Bộ này đúng là bộ mà thiết kế cháy hàng là các chị biết rồi nhá. Lên like được 2 lần. 2 lần các chị ạ. Lên like được 2 lần nhóm này em còn một bộ size M. Size M thì sẽ là từ 48 đến 55kg mình mặc vừa. Thiết kế quần là quần ống đứng bản 2 cúc. Áo thì là form tàng áo ký giả, có cắt ao V cũng như cúc bọc vạt lệch. Thiết kế hai vạt bất đối xứng cho em nhé. Họa tiết áo là phối kẻ, phần tay là có đi viền này, cũng như là gam màu xanh là gam màu chủ đạo kẻ xanh ấy. Bản này mình lên cho em là 166. Set này các chị chốt cho em là set 166 xanh M kèm với số điện thoại ạ. Bộ này hôm nay em còn một bộ duy nhất thôi và em cũng tặng luôn ship khi các chị mình lấy một bộ này. Lấy một mã này em cũng gửi tặng phí ship luôn. Giá trên like ngày hôm nay sẽ là bao nhiêu đây các chị? 699.000 free ship nhá. Mã này mình lên cho em là 699.000 free ship. Bộ áo quần công sở phối cho em. Bạn này thì cháy hàng rồi và bây giờ em chỉ còn một bộ sót lại thôi. Dành cho chị nào mà mình vẫn chưa săn được, mình chưa săn được mà còn một bộ như này thì nó cũng rất là phù hợp với các chị đúng không? 699.000, mẫu mới nhất 2022, được lên like đúng 2 lần, bây giờ còn một bộ. Giá niêm yết bạn này sẽ tương đương với mức giá là 1.099.000 ạ. 1.099.000 giá niêm yết. Hôm nay gửi tặng các chị đẹp 699 free ship. Mã là 166, quần với áo thì phối kẻ. Quần đúng đứng như này cho em nhé. Hai sản phẩm luôn các chị, hai món lắm. Chốt cho em mã này là set 166. Set 166 ạ. Còn một bộ vest này các chị ơi, sau bộ vest này Trà sẽ đi thay nhá mọi người ơi. Còn chị nào thích áo em mặc không, lên đơn nốt cho em. Áo em đang mặc là A72. Sau mẫu áo, sau bộ vest đỏ này thì em Trà sẽ đi thay sang một mã tiếp theo. Và mình sẽ lên sơ mi tiếp. Mình sẽ lên sơ mi tiếp các chị ạ. Nên là các chị hãy tranh thủ mà chốt nốt áo em đang mặc nha. A72 size S màu be chốt cho chị Phương Thảo. A72 xanh than size M, ok. Vậy là các chị ơi, em đủ 20 suất rồi. Áo Trà mặc là đủ 20 suất với giá 329.000 một áo. Và được công ty iMode hỗ trợ ship luôn rồi. Vậy nên là áo Trà đang mặc thì hiện tại là em sẽ chuẩn bị qua. Em sẽ qua tiếp một bạn sơ mi nữa. Và mình sẽ đến với một mẫu sơ mi màu. Một bạn sơ mi họa tiết hoa nhí rất là xinh đẹp. Mình sẽ lên một mã sơ mi tiếp theo các chị nhá. Các chị cùng đón xem nha. Áo em đang mặc là A72 thì tạm thời là ngừng chốt rồi. Bởi vì cái mẫu Trà đang mặc ở đây là em mặc đủ số lượng rồi ạ. Chị nào mặc vừa size L, em tặng nốt bộ vest này trước khi em đi thay này. Trước khi em đi thay qua mã nhá. Chị nào mặc vừa size L, mình lên mã này cho em. Mã này là vest đỏ L.
vết đỏ lờ kèm số điện thoại. Với mẫu vết đỏ này còn là hai cúc tặng kèm phụ kiện. Thiết kế cho mình sẽ là bọc ở bên hông, có thiết kế bọc lụa hông cho của bên eo đấy, bọc lụa eo cho em. Chân váy thì hai lớp, chất liệu dày dặn đanh lì, có túi cũng như là chân váy bên trong thì là bên trong lót lụa này các chị. Bạn này em tặng nốt nha. Quý cô nào mặc vừa size L thì mình lên đơn cho em. Thiết kế bản hai cúc. Bộ vest này của em sẽ là bản hai cúc, chất đẹp lắm các chị ạ. Chất cầm lên là chắc tay, nó đầm tay và nó dày dặn. Mã này thì chốt cho em là vest đỏ size L kèm số điện thoại. Size L từ 55 đến 60 kg. 55 đến 60 kg mình mặc vừa giúp em form size L nha. Và giá ngày hôm nay thì lên đơn thì các chị mình bộ này sẽ có giá là 559.000 ạ. À, 529.000 luôn. 529.000 cho những chị nào là chị khách hàng cuối cùng em còn một bộ L, một bộ size L. 529.000 các quý cô nhá. Bản này của em là bản 2 cúc. Bản 2 cúc thường thường may cũng như thiết kế nó sẽ khó hơn, tỉ mỉ hơn rất là nhiều. 529.000 chốt cho em là vest đỏ size L. Trong khoảng thời gian này thì các chị chờ em một chút nha, để em trả lên sơ mi ạ. Em sẽ lên một mã sơ mi tiếp theo. Trà sẽ đi thay và cũng như lên một mã sơ mi tiếp theo, đó chính là sơ mi hoa nhí. Còn áo chấm bi của em tạm thời mặc ở đây thì em sẽ ngưng nhận đơn. Bây giờ nếu như các chị mình có chốt thì sẽ quay lại giá gốc là khoảng tầm 419.000. Áo em đang mặc chốt giá 419, không nhận đơn với giá 329.000 nữa. Form sơ mi em đang mặc các chị nhá. Vừa rồi bây giờ thì mình hãy chờ em một chút này. Quay trở lại, chị nào thích lên đầm, thích lên quần, thích lên chân váy thì các chị gợi ý đi. Để một chút nữa em sẽ lên nhá. Hôm nay thì bình luận cũng đang không hiện, thế nên là em sẽ cố gắng là em sẽ làm sao mà có thể trả lời toàn bộ được các bình luận của các chị nhá. Mình hãy tương tác ở phía dưới giúp Trà được không nào? Với những cái thiết kế mùa hè thì các chị em mình thấy là màu sắc nó sẽ là màu sắc ưu tú hơn, gam màu hoặc là những cái họa tiết nó cũng bền theo các chị em mình là bền theo thời gian này. Ví dụ như là màu vàng Trà đang mặc thì điểm với hoa trắng, còn đây là màu hồng thì lại điểm một chút hoa xanh đó. Nhìn cái màu này yêu quá các chị ạ, màu này nhìn nó rất là vintage nhá. Và hiện tại màu em đang mặc là áo sơ mi hoa nhí ngắn tay, có thiết kế cho mình bản cổ bèo đây. Em Trà sẽ đứng gần cho các chị xem nhé. Bản sơ mi em đang mặc là thiết kế cổ bèo. Nó sẽ không quá là ôm mà không quá trễ. Nó rất là vừa cái điểm này cho em. Và có một chút đường cắt ao, khoét giọt lệ và cái cúc ngọc trai. Đây là cái điểm nhấn thôi nhưng mà em Trà nghĩ rằng rất là ấn tượng. Và ngay phía thân trước áo của em đang mặc thì toàn bộ đều được xếp ly. Đều được dập ly và xếp mí thân cho các chị. Đây ạ, ngay phía thân trước của em là những cái hàng ly song song cân bằng lại, giúp các chị mình cảm giác là nhìn cái phần thân trước của mình nó không bị to, không bị bè người ấy. Nó rất là gọn, rất là phẳng người, giúp các chị mình mặc lên nó vừa thon gọn này, vừa cảm thấy tự tin hơn. Và kể cả vòng 1 của mình khiêm tốn thì các chị cũng thấy là tự tin hơn rất là nhiều khi mà có những cái thường đường mí thân, nó sẽ giúp các chị lấy lại vóc dáng. Và bên vai, bên ngực, bên vai phải, ngực phải của em thì đang có một bông hoa được làm thủ công, được xếp hoa đó các chị mình, được quận hoa, những cái bông hoa nó rất là mềm mại và nữ tính. Cánh tay của Trà đang mặc thì sẽ là cánh tay loe nhẹ, bản loe nhẹ cho em nhé, để tạo nên cái độ bồng cũng như là sẽ che được phần bắp tay các chị, kể cả phần vai. Chị nào có khuyết điểm đôi vai này, phần bắp tay này thì mình đều có thể che gọn cho em nhá. Và chất liệu của này thì chắc chắn rồi, một trong những cái điểm nhấn nói đến chất liệu của áo sơ mi Trà đang mặc là chất liệu lụa tuyết. Thật ra là lụa tuyết thì mùa hè các chị mình thấy là với những cái chất liệu này vừa thoáng, vừa nhẹ, vừa mềm, vừa mịn. Và sao ạ, còn mặc lên nó rất là thích ở chỗ là thấm hút mồ hôi. Mềm mại nhưng mà còn thấm hút mồ hôi các chị nhá. Áo em đang mặc chất liệu lụa tuyết. Bạn này các chị có thể buông hoặc sơ vin. Như Trà đang mặc ở đây là em đang sơ vin vào với bạn chân váy. Còn lát nữa thì em thử buông áo thì sẽ như này các chị ạ. Vuông áo Trà đang mặc ở đây thì sẽ như này cho em nhé. Bạn này có điểm nhấn phần cổ này, khoét giọt lệ này, điểm nhấn thứ hai này, điểm nhấn thứ ba là xếp ly và mí thân ở thân trước này, điểm nhấn thứ tư là sẽ có bông hoa quận ở bên ngực bên phải của em này, điểm nhấn tiếp theo nữa là phần tay ở tay loe. Vậy là một chiếc sơ mi ở đây mà sẽ có là các chị mình phải đến tầm 5 điểm nhấn trên chiếc sơ mi Trà đang mặc. Và mẫu này thì mình sẽ lên cho em là A4 nhé. Bạn này sẽ có tên gọi ngày hôm nay sẽ là A4. Để em xem thiết kế này ngày hôm nay có size số hay không nha. Mẫu sản phẩm này, à các chị đẹp ơi, có đủ size luôn ạ.
mình có hai màu, màu trà mặc là màu vàng, còn màu này sẽ là màu be hồng. Màu này sẽ là màu be hồng, em có đủ size S, M, L và XL. Từ 40kg đến 65kg mình mặc vừa cho em hai màu. Mùa hè các chị cứ lấy màu vàng hoặc là màu hồng, màu đỏ, màu xanh, nói chung là mặc sắc màu lên cho em nhìn là cái năng lượng, nhìn nó thấy mát lắm rồi các chị em mình ạ. Và những cái thiết kế này hôm nay có giá lên cho các chị đẹp là báo giá luôn nhé. Giá trên livestream cho em 329.000. 329.000. Chị nào dồn đơn áo này với cái mã đầu tiên em lên đó chính là A72 thì mình sẽ được công ty iMode free ship ạ. Được công ty iMode hỗ trợ ship cho em nha. Em cảm ơn chị Nguyễn Thảo Vi đã chấm tương tác với trà này. Các quý cô thanh lịch mà yêu thích mẫu em đang mặc thì có thể lên đơn cho em sẽ là A4. A4 nha các chị. A4 nhá, mẫu sơ mi em đang mặc là A4, mình có màu vàng với màu be hồng. Giá trên live hôm nay iMode gửi tặng các chị 329.000. Mẫu sơ mi có 5 điểm nhấn. Điểm nhấn phần tay loe nhẹ để các chị mình có thể che gọn cái phần bắp tay. Nếu như phần bắp tay của mình là khuyết điểm lớn mà các chị hay tự ti nhất thì đây sẽ là một trong những phiên bản cứu cánh. Điểm nhấn thứ hai, phần cổ của em là dáng cổ bèo. Cổ bèo này nó nhẹ nhàng, duyên dáng ở chỗ là nó sẽ không phải bèo hết, bèo full cái phần cổ này, mà chỉ bèo ở cái phần thiết kế ngay phần viền cổ đấy thôi, chỉ ở viền cổ thôi ạ. Điểm nhấn thứ ba sẽ là thiết kế cho em phần khuét sọt lệ có đính cúc ngọc trai ở thân trước như thế này, quá là duyên dáng đúng không các chị. Và những cái đường xếp ly, những cái đường mí thân cũng giúp các bạn, giúp các chị mình mặc cái áo sơ mi này sẽ cảm thấy là trở nên tự tin hơn, thon gọn hơn và tỏa sáng hơn rất là nhiều. Em sẽ có hai màu các chị nhá. Mã này của em trà đang mặc là A4. Bây giờ mình thử bỏ áo ra. Bây giờ mình sẽ không sơ mi nữa và mình thử buông ra để các chị cùng nhìn được cái dáng áo nhé. A4 em đang mặc là lụa tuyết. Mẫu sơ mi A4 có giá ngày hôm nay là 329.000. Đây ạ, các chị hãy cùng ngắm nhìn trọn vẹn cái mẫu áo sơ mi em đang mặc. Khi mà mình không sơ mi nha, mình thả buông á, tức là có thế nào các chị mình mặc lên y nguyên như vậy luôn. Đây, các chị thấy không? Hàng mi nhá, hàng mí này, hàng xếp ly đều là song song hết, hai bên xếp ly hai bên song song cho em, rất xinh yêu. Cái bạn này nhìn nó hơi kiểu bèo cổ với cả cái phần tay nó sẽ hơi loe loe theo kiểu thiết kế loe tiên, cánh tiên như này nên là nhìn nó sẽ rất là kiểu bèo nhẹ, bánh bèo nhẹ đúng không các chị. Bạn mẫu này thì các chị có thể mặc với xếp ly cũng đẹp, mình mặc với chân váy bút chì như em mặc, hoặc là các chị có thể mặc với chân váy xếp ly, hay là mình mặc với quần. Mẫu sơ mi trà đang mặc với quần cũng rất là ok các chị ạ. Thật ra là mẫu cái như cái mẫu sơ mi của iMode thì nó sẽ không bị kén quá đâu, tức là các chị mình mặc hay là mình mix bất kỳ sản phẩm nào nó đều hợp, cảm giác như là nó vẫn ăn ý vào cái bộ đấy, giống như là một set bộ vậy. Áo em đang mặc mã gì ạ? Mã A4 các chị nhá. Mẫu sơ mi trà đang mặc là A4, thiết kế chất liệu lụa tuyết cực kỳ nhẹ mát thoáng, giá chỉ có 329.000 thôi. Chị nào dồn đơn áo này với A72 ngày hôm nay công ty iMode vẫn hỗ trợ tính ship ạ. Vẫn hỗ trợ mình ship toàn quốc cho em nhé. Mẫu sơ mi em đang mặc sẽ là A4. A4 mình, em cảm ơn chị Nguyễn Nga, em cảm ơn chị Hoa Vẽ Trần ạ. Chị Hương Trương lệ A4 be hồng 55kg thì em nghĩ chị mặc L cho thoải mái. Thật ra 55kg thì mình có thể mặc được cả M và L, nhưng mà nếu như trà thì trà khuyên chị mặc size L cho thoải mái chị ạ. Vì thật form này thì cũng là form suông đấy, nhưng mà em sợ là cái áo sơ mi mặc bó quá thì nhìn nó sẽ hơi kỳ một chút và hơi khó chịu một chút, nên là sơ mi các chị cứ mặc thoáng ra, mặc rộng rãi thoải mái. Mùa hè mình mà mặc ôm thì mình khó làm việc lắm các chị. Mẫu này của em mặc là A4 nha chị nhá. Em tư vấn cho mình mặc size L nha chị Hương Trương. Mình mới mua 400.000 chị Mèo Duy. Dạ đúng rồi ạ, sản phẩm này hiện tại có giá gốc nó cũng sẽ là tương đương với mức giá hơn 400. Chị mình ơi, chị mình thông cảm giúp em nha. Vì trên live ngày hôm nay thì em chả cũng như em có chia sẻ rồi đấy, là với chương trình live của em thì sẽ cố gắng làm sao để có những cái áo sơ mi, có những cái mã quần, mã đầm hay là mã chân váy mang đến với mức giá tốt nhất. Vì các chị mình, thứ nhất là các chị bỏ thời gian của mình, bỏ thời gian khi mình đang đi làm việc này, bỏ thời gian quý báu của các chị để xem live của em. Và thứ hai nữa là các chị mình còn chia sẻ, ủng hộ livestream của iMode. Điều thứ ba, các chị còn tag bạn bè và bấm theo dõi trực tiếp vào trang page của iMode nữa. Thế nên là iMode cũng mong rằng là sẽ có những cái mã áo, mã quần, mã đầm, mã chân váy hay là cả set vest, set bộ nào đấy để có thể gửi tặng tri ân các chị khi các chị xem livestream. Thì cái kênh live của iMode sẽ thấy rất là hấp dẫn đúng không các chị? Cực kỳ nhiều món quà. Chị nào mua áo sơ mi này 400 hoặc là cái áo A72 lúc đầu của em mặc ấy, các chị cũng đã từng mua với giá gốc rồi, thì coi như hôm nay mình hoan hỉ, mình có thể lấy thêm một màu nữa, hoặc là mình sẽ đón xem. Nhân qua đây các chị mình lại phải càng đón xem livestream nhiều hơn.
Sẽ có rất nhiều những cái mã nữa mình chưa từng thấy hoặc là mình đã từng mua mà giá nó đang tốt hơn, giá nó đang được ưu đãi rất là lớn. Thì các chị hãy cố gắng bỏ thời gian ra mình xem livestream nha. Như em Trà có tư vấn với các chị, xem live nó rất là hay các chị ạ. Thứ nhất là mình tương tác với nhau, thứ hai nữa là xem live các chị đã nhiều khi các mình còn có thể săn được những cái mẫu mà mình tưởng chừng là hết rồi, mình tưởng chừng là sản phẩm đấy không còn nữa, nhưng bất ngờ em dơ lên là còn một bộ, các chị vẫn có thể chốt được mã đấy. Cái thứ hai nữa là giá, thì bao giờ giá trên live nó cũng sẽ tốt hơn trên toàn bộ các kênh khác, chắc chắn 100% là như vậy. Chị Sai XL bộ vest đen, chị Nguyễn Thị Yến ơi, bộ vest đen XL đấy thì không biết là bạn chốt chưa nhỉ, bộ vest đen XL 62 chốt chưa em ơi? Chị Yến ơi, chị Yến, em chưa chốt mã này đâu, chị cho em xin địa chỉ luôn được không? Có một chị khách chị lấy bộ này rồi, chị bảo là em ơi cất cho chị. Nhưng mà bởi vì là chị chưa có địa chỉ, chị muốn xem hết like rồi mới chốt ý. Thì bây giờ chị Nguyễn Thị Yến ơi, mình cho em xin địa chỉ luôn để em cất cho mình nha. Bộ này là bộ 62. Mã này chị lên cho em là vest 62 đen XL. Em sẽ cất luôn cho chị một bộ duy nhất thôi chị ạ. Đấy, những cái hàng lẻ sai thì em Trà cũng phải xin lỗi trước. Bình thường cái những cái mẫu thiết kế như em đang mặc, các chị cứ thoải mái suy nghĩ, mình cứ thoải mái xem hết like rồi mình xem cả hình ảnh nữa rồi mình chốt không sao cả. Nhưng những cái hàng lẻ sai thì các chị thông cảm, bởi vì em sẽ chỉ chốt cho những chị nào mà nhanh nhất nhá mọi người nhá. Em cảm ơn chị Bùi Nhung ạ. Đó, chị Nguyễn Thị Yến lên cho em địa chỉ nha, em thấy số điện thoại rồi ạ. Chị cho em xin địa chỉ. Bộ này còn một bộ, em tặng là 559 ạ. Bộ vest đen XL là 559 các chị nhá. Còn chị nào mặc vừa size L thì mình có thể chốt mã sản phẩm này là màu trắng size L. Bạn này của em là di lê trắng, em còn một chiếc size L. Di lê trắng em còn đúng một chiếc duy nhất form size L, dành cho các quý cô từ 55 đến 60 ký ạ. 55 đến 60 ký mình mặc vừa cho em nhá. Đúng một chiếc form size L. Giá bạn này là lúc nãy em gửi tặng các chị mình là giá bao nhiêu ta? Di lê này em tặng nốt là 399 ạ. Di lê 2 lớp 399. Một chiếc màu trắng size L. Các chị ơi, lát nữa có một bạn đầm công sở mang đến thiết kế đầm có bảng cổ. Cổ là cổ thiết kế cổ hai vạt đáp chéo đấy. Các chị có muốn lên đầm không? Để lát nữa em trà sang đầm em phục vụ các chị. Mặc ok lắm, em cảm ơn chị Mèo Duy nha. Chất lụa Tết này em nghĩ là các chị mình mặc là sẽ mê đấy. A4 CL hoa vàng, ok chị Nguyễn Mến ạ. Có quần ống rộng không em? Quần ống rộng có nha chị, nhưng mà hình như hôm nay em chưa có mã, để bữa sau em lên nhá. Áo sơ mi em mặc bao nhiêu tiền, áo đó bao nhiêu em? Chị Lê Thoa, áo sơ mi em đang mặc có giá là 329.000 ạ, mã là A4. Áo em mặc là A4, có giá là 329.000. Chị nào yêu thích mẫu này mình chốt cho em là A4 kèm với màu vàng hoặc màu be hồng. Màu vàng hoặc màu be hồng cho em nhé. Giá của bạn em đang mặc ở đây có giá lên like là 329.000 ạ. 329.000 các chị nhé. Chốt cho em là A4 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại. Tiếp tục các chị em mình thích lên mẫu nào thì mình có thể bình luận ở phía dưới để gợi ý cho em để em trả lên nha. Đằng sau em ở đây vẫn đang có các chị mình những mã như sau. Mình có mã đầm này, mình có mã quần các chị ạ. Có đầm, có quần nhá. Chị nào yêu thích mẫu nào thì mình chuẩn bị sẵn bộ pháp cũng như là mình gợi ý cho em đi để em lên. Chuẩn bị sẵn cú pháp cho em để em trả lên nha các chị nhá. Chốt cho em mã tuần kỳ tiếp theo này. Áo em mặc là A4, có hoa vàng và có hoa màu be hồng. Giá là 329.000. Áo sơ mi Trà đang mặc, thiết kế buông hoặc là sơ vin đều đẹp, form dáng đẹp nhất. Bạn này là chất liệu lụa tuyết, mặc nhẹ thích lắm các chị ạ. Mặc nhẹ mềm và rất là thích nha. Các chị cứ thử mặc một lần cái mẫu sơ mi của iMode đi. Bất kỳ mã nào, mã A72 hoặc là kể cả mã A4 Trà mặc cũng được. Mã nào cũng được các chị ạ, cứ thử một lần. Bởi vì em nghĩ là cái chất liệu cũng như cái form dáng thì nó rất là đẹp rồi. Chỉ quan trọng là các chị mình thích cái mẫu nào thôi. Chị Nguyễn Phong này, em cảm ơn chị đẹp. Em thấy chị Nguyễn Phong đang bình luận rất nhiều hoa hoa ở phía dưới rồi. Các quý cô ơi, mình tiếp muốn em lên đầm không? Mọi người ơi, có muốn em trả lên đầm không ạ? Giơ cho chị xem cái áo lúc đầu em mặc với. Áo lúc đầu Trà mặc là áo sơ mi A72 đây ạ. Áo lúc đầu em mặc là áo A72. Mình mới like được hai mã sơ mi thôi các chị. A72 là mẫu chấm bi,
dáng này thì thật ra là cái áo A72 nó ngắn hơn một chút so với áo của em. Vì cái dáng áo này thì các chị mình mặc lên nó sẽ là thiết kế theo kiểu áo crop top ấy các chị ạ. Crop top ấy. Đó. Phong cách bản này thì được thiết kế theo thêm một bản khăn quàng ở bên cho em nhé. Giá của áo A72 là 329.000. Áo em mặc là A4, 329.000. Chị nào hôm nay lấy hai sơ mi công ty iMode hỗ trợ ship. Và mình đã có hai cái chất liệu đẹp nhất, một cái là lụa hàn, một cái là lụa tuyết. Đó, hai mẫu sơ mi xuất hiện trong khung hình ngày hôm nay. Màu A72 là áo chấm bi, thì em sẽ có màu như các chị mình là màu be với màu xanh than. Còn A4 như em mặc thì lại có hai màu, đó chính là màu vàng với cả màu be hồng. Là mình sẽ có màu vàng với màu be hồng các quý cô nhé. Yêu thích mã của chả mặc thì lên đơn cho em là A4. Yêu thích mẫu em đang cầm thì lên cho em là A72 đúng không nào? Dáng nào cũng đẹp, kiểu nào cũng xinh. Quan trọng là các chị hay mặc kiểu nào hay là gu của mình thích phong cách nào thôi. Còn cá nhân em thì em thấy là cả hai bạn là đều đẹp. Tổng thể tổng quát lại là hai mẫu này đều đẹp các chị ạ. Mỗi cái một vẻ, một cái chấm bi, một cái hoa nhí thì rất là khó để so sánh với nhau đúng không? Mà giá thì lại bằng giá luôn, đồng giá, rất là dễ lựa, 329.000. Thay vì một cái sản phẩm giá cao hơn thì iMode đang để sơ mi đang bằng giá, đồng giá đấy ạ, 329.000. Để các chị mình thứ nhất là mình lựa này, thứ hai là mình không cần lo lắng về mức giá nữa. Các chị không cần lo lắng về mức giá nữa, mình chỉ cần chắc chắn về cái mẫu sản phẩm của mình yêu thích thôi nhá. Em xin phép là em sẽ qua cái mẫu sơ mi này và mình sẽ đến với mẫu chân váy ạ. Hiện tại không biết là các chị mình ở đây có rất nhiều quý cô đang tò mò về mẫu chân váy chà mặc. Chân váy em đang mặc là chân váy Gucci. Mẫu chân váy em đang mặc ở đây là dáng chân váy Gucci và mình sẽ có hai màu. Thiết kế chân váy này thì chắc chắn 100% là đều có hai lớp cho em nha. Mẫu chân váy Gucci có chiều dài qua gối, mình sẽ có cho em màu đen với cả màu xanh than. Bạn này các chị có thể mix luôn với sơ mi chấm bi. Đây ạ. Mình có thể mặc luôn với sơ mi chấm bi cho em. Cái set này cũng là cái set đốn tim bạn người mê đấy. Áo chấm bi là A72, chân váy xanh than thì bây giờ mình sẽ lên nha các chị. Mẫu chân váy xanh than này sẽ có tên gọi là 359 ạ. Chân váy này sẽ có mã sản phẩm là CV359. Mẫu chân váy CV359 thì em đang có đầy đủ form size FML, XL, đầy đủ form size ạ. FML và XL. Quý cô nào yêu thích chân váy này thì mình có thể lên đơn cho em là CV359 nha. Em chào chị Yên Lương ạ. Áo em đang mặc bao nhiêu tiền? Áo em mặc có 329.000 thôi chị. Đây, A4. Áo sơ mi chà mặc là A4, có giá là 329.000 thôi. Chị nào mà yêu thích mẫu này thì mình có thể lên đơn giúp em nhé. Lên đơn giúp chà được không nào? Song song bên cạnh đấy các chị có thể tham khảo mẫu chân váy như em đang mặc. Chân váy em đang mặc là CV359 ạ. CV359 mình có màu đen và có màu xanh than. Thiết kế bạn này là chân váy cạp cao, giấu cạp, che bụng rất tốt. Và bản đai của em là thiết kế bản đai có kèm thêm một khoen kim loại, khoen titan các chị mình ạ, được làm từ titan nhá. Sẽ có cho mình những cái bản xích. Nhìn cái mẫu này khá là cá tính đấy các chị. Mình có thể sơ vi hoặc là có thể buông thì cái chân váy Gucci này thì không thể nào thiếu được trong tủ đồ của các cô nàng ở đây. Nhất là những chị nào về tín đồ thời trang thì không thiếu được những cái chân váy như này đâu đúng không nào? Mã này của em là CV359. Giá cũng bằng mã luôn, 359.000. Giá sản phẩm và mã sản phẩm là bằng nhau luôn ạ, 359.000. Mẫu này của em có đủ size FML và XL. Hiện tại thì mình đang có cho em là có hai lớp này. Màu này là màu xanh than với màu đen. Và như lúc nãy là em có sơ vi lại thì các chị nhìn thấy rõ cái phần cạp hơn đúng không ạ? Cạp này khi mà sơ vi lại thì nó phải có qua rốn. Qua rốn nên là nó che bụng. Các chị cảm thấy là tự tin hơn, nhìn dáng người của mình nó cũng thon gọn hơn. Lên cho em mã chân váy này là CV359 các chị đẹp nhá. CV359 đủ 4 size, giá chỉ có 359.000. Và các chị ơi, các quý cô của em ơi, có chị nào thích lên set công sở này không? Để em sẽ đi thay này. Set công sở áo phối quần. Mã này thì không biết là còn số lượng thế nào, mình đợi em xíu nhá. Bạn này còn số lượng rất là ít các chị ạ. Số lượng rất là ít, em sẽ mặc nha. Mặc mẫu này lên cho các chị xem được không? Chị nào mà hóng bộ công sở áo phối quần, mẫu này em còn số lượng ít. Em chả vừa nhìn nhanh thì nhiều nhất là 5 chiếc mỗi size, ít nhất là 2 chiếc mỗi size. Nên em sẽ đi mặc lên cho các chị xem được không nào? Các chị chấm đi, chấm hóng cho em để em chả đi thay.
riêng mã này là mã mà có thể chinh phục từ những chị khách hàng khó tính nhất, bởi vì đây là set công sở, nhưng tuy nhiên là bản này là bản một màu, bản trơn, nhưng các chị ơi nhìn nó không bị đơn điệu đâu, nó vẫn có những cái điểm nhấn nó quý phái lắm, có những cái điểm nhấn nhá làm tôn lên cái vẻ đẹp của cái set đồ em đang cầm. Bao nhiêu chị em mình hóng cái bộ này để em đi thay nhỉ? Thay hay là dơ à? Các chị cho em xin ý kiến với. Mọi người ơi, mọi người muốn em đi thay hay là dơ ạ? À? A72L dồn đơn chị Nguyễn Mến. Ok chị. À, săn được quà chuyện em này, các chị đang trò chuyện tương tác với nhau ở phía dưới đấy. Các chị đẹp ơi, các chị đẹp cho em hỏi một chút là bây giờ đợi em Trà đi thay mẫu này được không ạ? Đồng ý không? Các chị đồng ý thì thả tim đi. Thả tim cho em. Trước khi đi thay cái set công sở đẹp thần thánh như này, em sẽ lên một bộ này size trước. Và bộ này thì lại dành cho các quý cô form size S. Set này là set dạng, set dạng cao cấp nhập khẩu của iMod. Em còn một bộ size S ạ. Quý cô nào mặc vừa size S ạ, để em Trà tặng nốt ạ. Trước khi em đi thay, em lên nốt mã này để em Trà sẽ đi thay đây. Gile còn không em? À gile thì em cái bộ gile 299 đúng không chị? Bộ gile 299 em còn một bộ S thôi. Còn một à sorry mọi người, em còn một bộ XL thôi ạ. XL. Mã đấy là gile 0206. Còn áo gilet trắng thì em còn 1L. Em không biết là chị mình đang hỏi mã gilet nào để em dơ cho chị. Em ơi, bộ em đang mặc có size to không ạ? Chị Quân ơi, bộ em đang mặc có size lớn nhất là size XL. Size em đang mặc là size lớn nhất là size XL chị ạ. Chị mình hiện tại là chị mình đang có cân nặng chiều cao thế nào để em hỗ trợ form size cho mình nhá. Với đồ sản phẩm iMod có size, thỉnh thoảng có những cái mẫu thì có đến 2XL. Còn lại đâu là mình sẽ có đến size XL là size lớn nhất cho em, các chị đẹp nhá. Size XL nó cũng sẽ khoảng tầm 64-65kg vừa rồi các chị ạ. 64-65kg là mình vừa rồi các chị ơi. Còn 2XL thì có khả năng là đến tầm 70-71kg, các chị đều có thể mặc được. 70-71kg là mình đều có thể mặc được cái bộ 2XL. Nhưng mà 2XL thì em hơi hiếm đấy, bởi vì thường thường 2XL mà có ấy thì cũng đã chốt hết, các chị đại lý cũng như là khách lẻ đã lấy hết rồi. Trên like của em là có đến XL thôi. Ui chị 61kg chị mặc thoải mái chị ạ, chị XL thôi. Chị chỉ mặc XL thôi chị đẹp nha. À, em còn bộ gilet này XL này chị này, chị mình có thích không? Mà bộ này em đang tặng giá cực kỳ tốt luôn. Giá này là cái giá đúng là bằng chỉ bằng một ly trà sữa với một chiếc bánh ấy các chị. Nói đồ ăn là lại thấy đói rồi. Đúng là cái bộ gilet này em tặng các chị mình bằng ly trà sữa đi, một chiếc bánh nhỏ nhỏ xinh xinh không. Bạn này của em mã sản phẩm là gilet 0206, giá 299 các chị ạ, nghe không nhầm đâu, nhưng mà em còn một bộ XL thôi. XL đúng chuẩn size chị. XL là dành cho các quý cô từ 57-58kg đến 64-65. Vì là dáng gilet nên là mình sẽ tầm 65kg mặc vừa, dáng không tay ạ. Mã này của em hàng 2 lớp, có họa tiết kẻ caro. Nguyên một set gilet các chị có thể mặc đến trường, mặc đến lớp, cũng như đến văn phòng, đến công ty. Kể cả mình mặc đi du lịch, đi chơi của em cũng được. Giá nó rất là gọn, họa tiết kẻ caro. Chốt cho em mã này là gilet 0206. Em còn một bộ XL duy nhất, giá em tặng nốt 299. Em gửi tặng nốt giá là 299 ạ. Đúng một bộ nha các chị đẹp nha. Một bộ duy nhất size XL. Không có màu khác và không có bộ, không có size khác đâu các chị. Một bộ một size. Đó, chị em mình chốt giúp em nhá. Size XL ạ. 299.000. Gile 0206. Lưu ý giúp em là chị nào mặc XL phải nhanh tay đấy. Phải nhanh tay. Còn quý cô nào mà mình thích bộ dạng từ cầm từ nãy giờ, cái bộ này nó rất là chắc tay các chị. Dạ của iMod nó không phải là cái hàng dạng pha, dạng mix. Em nhấn mạnh lại là dạ của iMod là dạng nhập khẩu. Chị nào ở đây có set dạ của iMod rồi cho em xin cảm nhận được không? Cho Trà xin cảm nhận được không ạ? Bởi vì riêng dạ của iMod nó rất là khác biệt với những cái chất liệu dạ trên thị trường. Nếu như mà để nói tổng quát tổng thể dạ trên thị trường thì có rất là nhiều dạng mix, như là có thể dạng mix bumi này, hoặc dạng mix theo kiểu thiết kế vân hàn, hoặc là dạng mix theo kiểu chất liệu nó sẽ thiên về chất liệu thun hoặc là cốt tông gì đó. Nhưng mà với iMod là dạng nguyên bản và dạng là dạng nhập khẩu 100% luôn. Các chị nhìn cái chất dạ này. Bộ này em còn một bộ S thôi, kẻ vàng. Một bộ S kẻ vàng. Chốt cho em mã này nhá. Mã này của em sẽ là 288. Set 288 kẻ vàng size S kèm số điện thoại và địa chỉ. Đấy là cú pháp để được lên đơn. Bạn này em còn đúng một bộ bản cổ được thiết kế cho mình theo dây chuyền cũng như là thiết kế cổ độc quyền. Dáng cổ là dáng cổ ôm như một chiếc lá cuốn hoặc là như một chiếc cổ. Cảm giác như là phiên bản cổ ôm thôi các chị. Nó sẽ không bị đổ cái phần cổ đâu đây. Mặc lên form rất là đẹp luôn đúng không nào? Mẫu này của em là chất dạ và hàng 2 lớp. Giá này, giá niêm yết của mẫu này là 1.265.000 ạ.
bạn này là 1.265.000 các chị nhá. Bên trong thì được thiết kế là kéo khóa đồng ở bên trong, cổ là phối cổ lệch, cổ bạt ôm lệch cho em. Bạn này chốt cho Trà là set 288 kẻ vàng, một set duy nhất size S. Công ty iMode gửi tặng cho các chị em mình nếu như mặc vừa, từ 40kg đến 50kg, mình có thể mặc vừa trong khoảng cân nặng đó. Giá là 499 ạ. Xếp dạ giá 499, thời điểm này các chị săn là giá rất là tốt nha. 499.000, mình lên cho em là set 288 kẻ vàng. Chốt cho Trà mã này là set 288 kẻ vàng S 499. Duy nhất một set kéo khóa đồng cũng như là thiết kế cổ là cổ phối lệch cho em. Chất liệu dạng nhập khẩu cao cấp vì là hàng lẻ size, chứ hoàn toàn hàng sản phẩm rất đẹp, không bị lỗi, không bị làm sao cả các chị nhá. Mà nhiều chị bảo em ơi tại sao chị thấy thắc mắc giá là 1.2 bao nhiêu mà gần 1.3. Em chị thấy em tặng là có 499 với cả 500 bao nhiêu thôi, thì không biết là cái sản phẩm đấy là có bị làm sao không, hoặc là hàng lỗi hay sao. Em nhấn mạnh lại tất cả là những cái hàng nếu như hàng lỗi rồi thì em sẽ không mang lên like. Cái thứ hai nữa là nếu như cái sản phẩm nào mà có bị làm sao, chẳng may có bị làm sao ấy, thì em Trả đều có thông báo với các chị. Còn đây, những cái set này em tặng bởi vì có giá hạt rẻ là bởi vì sao ạ? Vì còn một bộ, một size duy nhất thôi. Em chốt mã này cho chị Hà Nguyễn nha. Đó, chị Hà Nguyễn rất là tinh tế khi mà mình nhìn được cái set 288 này là chốt liền tay đấy. Em nói thật là 499.000 các chị chỉ mua được áo thôi. Thêm chân váy này cũng phải độ tầm 200-300.000 là giá rẻ, rẻ lắm rồi đấy. 200-300.000 nữa, tổng cộng cả set này vào thì các chị mình cũng phải tầm 700-800, đấy là cái giá mà đã sale, đã gọi là giá ưu đãi, giá rẻ rồi. Chứ nguyên set này là em tặng hết hàng nha mọi người, size S ạ. Cái này của em không có size L, S nha các chị. Rồi ạ, bây giờ thì các chị chờ em xíu nhá. Cả nhà ơi, cả nhà cho em cháu xin thời gian được không, để em đi thay. Để em đi thay đồ được không các chị? Em sang cái set công sở quần này. Em mặc set công sở quần lên nha. Chị nào thích áo sơ mi em mặc thì chốt nốt cho em là A4. Áo sơ mi Trà mặc là A4 được không ạ? A4 có vàng và có be hồng, đủ size SML, XL. Sơ mi em mặc là A4, chất liệu lụa tuyết. Giá trên line là 329.000. Trong khoảng thời gian các chị chốt nốt thì em Trà sẽ đi thay nha. Chân váy em mặc là chân váy bút chì. Mã của chân váy là CV359. Mã chân váy là CV359 ạ. Giá của chân váy cũng là 359.000 luôn các chị nhá. Chị Mai Loan ạ. Ui chị Mai Loan ơi, tiếc quá, set 288 em hết rồi. Em hết mất rồi chị ạ. Em chốt mất rồi chị Hà Nguyễn rồi đấy các chị. Đúng là những cái mẫu đẹp là các chị chỉ cần nhìn qua là các chị chốt nhanh. Còn set giả nữa không? Em còn áo di lê thôi, các chị có thích lên di lê thì để em lên nhá. Cái set kẻ xanh nha. Chốt chưa à Giang ơi? Em còn một set kẻ xanh 79 size L ấy các chị ạ. Thank you.
Nguyễn Tuyết ơi, di lên 0206 chị mặc vừa XL không chị? Chị Nguyễn Tuyết. Kẻ vàng S rất tuyệt đấy, cảm ơn chị Hiền Hồ. Kẻ vàng S hết hàng rồi ạ. Bộ dạ này chị mua rất là đẹp nhưng mặc trong miền Nam hơi dày. Dạ đúng rồi, cái chất đấy nó chất dày đấy chị. Dạng đấy nó sẽ là dạ kiểu dạ nhập khẩu nên chất cái chất vải nó dày và nó đanh hơn. Chị Ly Hương ạ. À, thôi chị mình mặc để mình mặc buổi tối hoặc là mình đi đâu đó, các chị mình mặc cái áo đấy thì em nghĩ là trong Sài Gòn, trong miền Nam ban ngày thì hơi hửng chứ tối mặc là vừa đúng không chị? Nhưng mà chất đấy dày đó. Set 288 hết hàng không mọi người ơi? Kẻ xanh chị xem size L. Chị không nhắn được bên kia. Chị nhắn vào page em đang like ấy chị. Nhắn vào cái page chả đang like ấy. Giang ơi, cái bộ 79 size L này còn không? Em chút chưa? 79 ấy. Chị ơi, set này em còn một set size L ạ. Một set form size L nha chị. Mã này của em cũng là dạng. Bạn này với bạn là 288 thì nó cũng là đều là độ dày ngang nhau đấy. Đều là chất liệu dày ngang nhau đấy ạ. 499 ạ. Chị Thương Lê Thị ơi, mình có mặc vừa size L không? Set bộ bao nhiêu vậy? Set bộ đợi em xíu nha để em lên ạ. Chị Thương Lê Thị ơi, mình có mặc vừa size L không để mình có thể chốt cho em mã này. Bạn này là set 79. Set 79 size L kẻ xanh, một bộ một màu ạ. 499.000 nha chị đẹp. Một set duy nhất 499. Bây giờ em mới đọc được bình luận, em thấy là có quá nhiều các chị mình chốt cái set kẻ vàng đấy. Nhưng mà chỉ có một bộ thôi các chị ạ. Các chị rất là kéo chọn luôn ấy. Toàn chọn hàng đẹp luôn, đúng một bộ duy nhất. Chị nào mà mặc vừa bộ chị nào mà yêu thích bộ em đang cầm ở đây thì có thể lên cho em là set dạ 79 nhá. Mình có thể chốt cho em là set dạ 79 ạ. Duy nhất cho mình là một bộ size L thôi. Mẫu này thì em không có form size khác, chỉ có form size L. Quý cô nào mặc vừa mình lên đơn cho em là set 79 kẻ xanh size L. Set 79 kẻ xanh size L cho Trà là có đơn nhá chị nhá. Bộ em đang mặc bao nhiêu tiền vậy? Đợi em xíu đây. Bộ em đang mặc có danh sách, số lượng rồi em sẽ tặng luôn nốt này. Set Trà đang mặc là có số lượng sẵn ở đây rồi nên là em sẽ lên nốt cho các chị nha. Bộ em mặc có hai màu cơ. À, kẻ xanh này bao nhiêu ký vừa hả em ơi? Thật ra là mẫu kẻ xanh này thì các chị em mình từ 54 đến 60 ký ạ. 54 đến 60 ký mình mặc vừa cho em nhá. Giá là 499.000. Chị nào yêu thích mẫu này thì mình lên đơn cho em là set dạ 79. Set dạ 79 giá là 499.000. Nhắn tin cho em luôn địa chỉ nha các chị nha.